chị. Hello mấy chị nha. Hello mấy chị nha. Ai đang xem thì chia sẻ. À chưa chị Hạnh Betty ơi, em chưa gửi nha. Em live một đêm nay nữa rồi, ngày mai em mới gửi nha chị Hạnh ơi. Chị Hạnh ơi, em live một đêm nay nữa, ngày mai em mới gửi nha chị. Tại vì bình thường là em live 2 ngày xong rồi em mới chốt hàng rồi ngày mai em đi đơn á. Mấy chị ơi chia sẻ live giúp em nha. Ai đang xem thì chia sẻ live stream giúp em với nha mấy chị. Chị nào đang xem thì chia sẻ live giúp em với nha. Chị nào đang xem chia sẻ live stream giúp em với nha mấy chị ơi. Chia sẻ live để cuối live được tặng quà nha mấy chị. Chị nào đang xem chia sẻ live giúp em với nha. Này có quần không Hương? Tao hỏi quần biết vậy, quần hôm nay hình như không biết nữa. Không biết có hay không nữa công chúa heo ơi. Tại vì đồ lộn xộn á. Đồ lộn xộn như thế là không biết có hay không nữa. Mấy chị ơi chia sẻ like lên giùm em nha. Chia sẻ like lên giùm em để đông đông người một xíu em bắt đầu like nha mấy chị. Dạ chị Hạnh ơi đợi em một xíu nha. Em like lộn xộn nha tại vì đồ nhiều mẫu quá. Đồ tùm lum khẩu nên là em like lộn xộn nha chị. Rồi chị nào đã xem chia sẻ like giúp em nha. Chia sẻ like stream với em với nha. Chị ơi chị Hạnh Betty ơi em không biết luôn á chị. Tại vì đồ về là em không có nhìn. Em chưa kịp nhìn luôn á là em like luôn. Đồ về tại vì đồ nhiều quá nên là em không có nhìn đó chị. Nó bị điên đó. Chị mặc không bán em ơi. Áo chị mặc không bán. Rồi mấy chị ơi chia sẻ like giúp em nha. Chia sẻ like giúp em rồi em bắt đầu like nha mấy chị. Chia sẻ like giúp em rồi em bắt đầu like nha. Rồi em bắt đầu like nha mấy chị nha. Rồi cái váy em đang cầm giá của nó là 60k này. Ai lấy thì comment em mã số 6 nè. 60 mã số 6 tầm người 50kg lại vừa. Mấy chị mang phố cái bill vô rất là đẹp luôn nha. 60k mã số 6. Chị nào lấy comment mã 6 giúp em nè. Em cảm ơn chị Hạnh nha, em cảm ơn chị Hạnh nha. Chị ơi em bóc được cái nào thì like cái đó thôi nha chị nha. Bóc được cái nào like cái đó thôi. Rồi chị nào lấy cái này thì comment mã số 6 giúp em nè. 60k mã số 6 50kg lại vừa nha mấy chị. 50kg lại vừa nha. 60 mã 6 chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em nha. 60 mã số 6 chị nào lấy thì comment mã 6 giúp em nha. Rồi mã 6 của chị Phương nè. Rồi chị Phương ơi lên giùm em cái địa chỉ số điện thoại chị Phương ơi. Chị Phương lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha chị Phương ơi. Chị Phương ơi lên giùm em địa chỉ số điện thoại đi cùng một dòng nha chị Phương ơi. Rồi em lấy một cái áo rin này mấy chị. Áo khoác rin nha. Rồi áo khoác rin này giá của nó là 75k mã số 75 nè. 75 mã số 75 xong rồi. 75 mã số 75. Chị nào lấy thì comment với mã số 75 này mấy chị. Mã số 75 75k nè. Đây áo khoác rin 75k mã số 75. Được được nha Phan Mỹ ơi. Được nha em ơi. Em tới lấy thì em gọi điện chị đây chị đưa cho. Rồi đây 75k mã số 75 nha mấy chị. Áo khoác rin này 75 mã số 75. 75 của chị Linh Thùy nè. Rồi chị Linh Thùy ơi lên giùm em địa chỉ số điện thoại trước cùng một dòng nha chị Linh Thùy ơi. Chị Linh Thùy, chị Minh Trang ai lên địa chỉ số điện thoại trước em để cho chị đó nha. Chị Linh Thùy lên giùm em địa chỉ số điện thoại trước cùng một dòng nha. Chị nào đặt cái này lên giùm em địa chỉ số điện thoại trước cùng một dòng nha. Anh ai mà không lên thì nhắc lại em để em nói nha. Rồi chị Linh Thùy ơi lên giùm em địa chỉ luôn nha. 75 chị Linh Thùy ơi lên giùm em cái địa chỉ luôn nha chị Linh Thùy ơi. Lên giùm em địa chỉ luôn nha chị. Rồi em lên một cái áo khoác nè mấy chị. Em lên một cái áo khoác hàng new nha. Dạ rồi ok chị nha.
Đây em có một cái áo khoác này mấy chị. Đây. Rồi áo khoác này giá của nó là 70, mã số 7. Áo khoác 7 không có hả? Nghỉ rồi hả? Rồi áo khoác 70 mã số 7 nè mấy chị, 70 mã số 7 nha, màu da này rất là đẹp luôn. Rồi áo khoác 70 mã số 7 thì nó lấy cho con mấy mã 7 giúp em nha. Ở phía trong của nó mấy lớp luôn này, dày cực kỳ luôn nha mấy chị. Rồi em thấy địa chỉ của chị Linh Huy rồi nha. Đây 70 mã số 7. Rồi mã số 7 của chị Nguyễn Hoa Mai. Chị Nguyễn Hoa Mai lên giùm em địa chỉ số điện thoại để cô một dòng nha chị Nguyễn Hoa Mai ơi. Chị Nguyễn Hoa Mai lên giùm em địa chỉ số điện thoại để cô một dòng. Có bao đi luôn nha chị ơi, em like từng mẫu nha. Rồi chị Nguyễn Hoa Mai lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị yêu ơi. Lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Rồi em có một cái body này mấy chị, body hàng new nha. Đây body hàng new, cái này là chất co giãn nha mấy chị. Chất co giãn tầm người 55kg lại vừa nha. Mã 7 hết rồi. 70. Rồi chị Nguyễn Hoa Mai lên giùm em cái địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Rồi em có một cái body này mấy chị, 55kg lại vừa nha. Rồi body này giá của nó là 50k mã số 5. 50 mã số 5 này chị nào lấy thì con mấy cái mã số 5 nha. 50 mã số 5 chị nào lấy thì con mấy mã số 5 giúp em nè. Em ấn nhầm hả? Trời khổ ghê á. Coi thử mã 7 ai comment nữa. Rồi chị Yến Nguyễn nè. Chị Yến Nguyễn lấy mã 7 thì lên giùm em địa chỉ số điện thoại chị Yến Nguyễn ơi. Rồi mã 5 của chị Angel Phương nè. 50 nè. Rồi chị Angel Phương lên giùm em địa chỉ số điện thoại cho một dòng nha chị. Alo chị Angel Phương có đâu rồi mà đúng không? Quên 50 là cái này hả? 50. Thôi cái này nữa. Rồi chị Yến Nguyễn ơi, chị lên giùm em địa chỉ số điện thoại cho một dòng đi chị Yến Nguyễn ơi. Áo em mặc em không bán chị ơi, áo em mặc em không bán nha. Rồi em có tiếp một cái váy này mấy chị, váy cực kỳ đẹp luôn. Đây. Rồi em tới tiếp một cái váy nha. Rồi váy này giá của nó là 100.000, chị nào lấy thì con mấy cái mã số 100. 100.000 mã số 100 tầm người 50kg lại vừa, bên trong có một ngực dài dặn nha mấy chị. Có thấy kem tôn diệu nha, em chào chị cà chua nha. Chị Thanh Khuyên Nguyễn ơi, chị inbox em nha chị nha. Rồi 100.000 ai lấy thì con mấy cái mã số 100 này mấy chị, 100 nha. Bên trong có mút ngực dày dặn rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy cái này thì con mấy cái mã số 100 50kg lại vừa nha mấy chị, 50kg lại vừa nha. Bên trong có mút ngực dày dặn này, bên trong có mút ngực dày dặn nha, 52kg nhưng mà cao trên mét 6 là vừa nha chị Hiền Thái ơi. Nếu như mà 52kg trên mét 6 là vừa nha chị. Rồi chị nào lấy cái này thì con mấy cái mã số 100 này. Đúng rồi. Mã số 100 nha mấy chị, mã số 100 nha. Bên trong có mút ngực dày dặn này, mã số 100. Đây, bên trong có mút ngực dày dặn rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy cái này thì con mấy cái mã số 100 nha. Dạ, em cảm ơn chị cà chua nha. Rồi em tới tiếp một cái váy sơ mi này mấy chị. Đây. Rồi váy sơ mi này giá của nó là 80k mã số 8 này mấy chị, mặc phối cái bill rất là đẹp, tầm người 55kg lại vừa nha mấy chị. 55kg lại vừa nha. Rồi 80k mã số 8, chị nào lấy thì con mấy mã số 8 với em nha. 80k mã số 8 này, mấy chị mặc phối cái bill rất là đẹp luôn. Rồi 80k mã số 8, 55kg lại vừa. Chị nào lấy cái này thì con mấy cái mã số 8 nè. Mã số 8 nha, bầu bì gì bon chen được hết nha mấy chị ơi. Cái này bầu bì gì bon chen được hết nha. Được nha, được nha chị Vũ Thị Trang ơi. Được nha em. Rồi cái này bự lắm luôn em. Bự lắm. Rồi chị nào lấy cái này thì còn mấy cái mã số. Mã số 8 80k nha mấy chị. Mã số 8 80 nè. Mấy chị ơi chia sẻ like chim giúp em nha. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị. 80 mã số 8 hả? Rồi chị Vũ Thị Trang mã 8. Chị Vũ Thị Trang lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị Vũ Thị Trang ơi. Chị Vũ Thị Trang lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị. Chị Vũ Thị Trang lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Rồi em
8. Rồi mã 8 hết rồi chị Trinh ơi, mã 8 hết rồi đây, nguyên set 100 ngàn này. Rất là đẹp luôn, nguyên set 100 ngàn nha. Rồi áo sơ mi với quần legging màu đây, áo sơ mi quần legging này. Quần legging này size 27 nha. Vũ Thị Trang ơi, lên giùm chị cái địa chỉ luôn nha em ơi. Rồi cái này giá của nó là 100 ngàn, chị nào lấy set này thì còn bên em là set 100 này. Set 100 ngàn, chị nào lấy thì còn bên em là set 100 nha. À không em ơi, giỏ không sale nha. Rồi chị nào lấy cái này thì còn bên em mã số 100 nha. Set 100 ngàn áo sơ mi 40 này, quần tây là 60 nha, chị nào lấy thì còn bên em nha. Rồi chị nào lấy cái này thì còn mấy em là 100 nha, set 100 này, quần tây legging này, đây quần tây legging này. Rồi set của chị Bi Nguyễn này, set của chị Đi Nguyễn này. Rồi chị Đi Nguyễn ơi, lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị Đi Nguyễn ơi. Chị Đi Nguyễn lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị Đi Nguyễn ơi. Chị Đi Nguyễn lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị. Chị Biên Nguyễn nha. Rồi số 6 của chị Trâm Huỳnh nè. Rồi em chốt cái số 6 này chị Trâm Huỳnh nha. Rồi chốt số 6 chị Trâm Huỳnh nè. Rồi em lên một cái set này tiếp nè mấy chị. Đây set áo nha, cái áo, cái kiểu áo của nó là như vậy nè mấy chị. Đây kiểu áo của nó là kiểu vậy nha. Rồi cái set này giá 70 ngàn, chị nào lấy set này thì còn mấy em set 70 này. Quần của nó là size 26 nha mấy chị. Đây quần lưng cao size 26, 70k một set, chị nào lấy thì còn mấy em là set này, set 70 nha, chị nào lấy thì còn mấy em là set nha mấy chị. Đây nguyên set này, nguyên set quần size 26, chị nào lấy set này thì còn mấy em set 70 nha. Hôm qua dạ chị, hôm nay cố gắng lựa nha chị. Rồi đây 70k, chị nào lấy set này thì còn mấy nhân là set 70 nha, set 70. Trời sao hôm nay nóng vậy ta, trời nóng quá, hôm nay trời nó nóng kinh khủng. Rồi em tới tiếp một cái chân váy nha mấy chị. Đây rồi set của chị Luna, chị Luna lên giùm em địa chỉ số điện thoại đến cùng một dòng. Chị Luna ơi 70, chị Luna lên giùm em địa chỉ số điện thoại đến cùng một dòng nha chị. Rồi em lên một cái chân váy rin này mấy chị, chân váy rin nha. Rồi chân váy rin này size của nó là size 27 nha mấy chị, size 27. Chị nào lấy cái này thì còn mấy em mã số 27 50k này, mã số 27 50k, chị nào lấy thì còn mấy mã số 27 nha. Cái này là size 27 nha mấy chị nha, size 27. Áo chị đang mặc không bán em ơi, áo chị đang mặc là không bán nha. Rồi chị nào lấy cái này còn mấy mã số 27 50k này, mã số 27 50k, chị nào lấy thì còn mấy mã số 27 nha, mã số 27 50k. Công chúa heo ơi sao quá bà, có thấy Suri Nguyễn nha. Rồi 27 của chị Phạm Hà này. Chị Luna ơi lên giùm em địa chỉ số điện thoại chị Luna ơi. Chị Luna lên cho em địa chỉ số điện thoại chị Luna ơi. Rồi chị Phạm Hà lên giùm em địa chỉ số điện thoại này. Chị Phan Hải lên giùm em địa chỉ số điện thoại này. Chị Phan Hải lên giùm em địa chỉ số điện thoại đến cùng một dòng này chị ơi. Chị Phan Hải lên giùm em địa chỉ số điện thoại đến cùng một dòng đi chị ơi. Rồi em lên một cái chân váy tiếp nè mấy chị. Chân váy màu xám nè. Rồi chân váy này 50k size S nè, 50k size S, chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 1. Mã số 1 mấy chị ơi, muốn em like nhanh thì lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nhanh nhanh giúp em nha. Chị nào đặt đồ thì chú ý lên giùm em cái địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng cho nó nhanh nha mấy chị.
Để em lai đồ cho nó nhanh nha, mọi người còn đợi nữa. Chị Phan Hải lên giùm em địa chỉ số điện thoại cho cô một dòng đi chị ơi. Rồi số 1 của chị Vũ Văn Ngọc Thảo nè. Rồi chị Ngọc Thảo lên giùm em địa chỉ số điện thoại cho cô một dòng. Chị Ngọc Thảo ơi, chị nào mà mấy chị cố gắng đặt đơn cho 100 giúp em nha mấy chị nha. Rồi mấy chị đặt đồ á, cố gắng đặt đơn trên hai sản phẩm giúp em nha. Đặt đơn trên hai sản phẩm giúp em nha mấy chị. Rồi em lên tiếp một cái máy body này. Đây. Rồi body 60k mã số 6. Body 60k mã số 6 này, chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em nha. Dạ rồi, ok chị Phan Hải em thấy rồi nha. Chị cố gắng đặt đơn trên hai sản phẩm giúp em nha chị Phan Hải ơi. Nếu mà ở tỉnh xa thì cố gắng đặt đơn trên hai sản phẩm giúp em nha. Rồi 60k mã số 6, chị nào lấy thì comment mã 6 giúp em. Tầm người 50kg lại vừa nè. Tầm người 50kg lại vừa nha mấy chị. 60k mã số 6, chị nào lấy thì comment với mã số 6 này. 50kg lại vừa, chị nào lấy thì comment với mã số 6 nha. Mã số 6 60. Rồi em lên tiếp một cái váy nè mấy chị. Váy suông nha. Đây em lên tiếp một cái váy suông nè. Rồi cái váy này giá của nó là 80k mã số 8. 80k mã số 8, váy suông bầu bì gì bon chen được nha. Free size nha mấy chị nha. Cái này free size nha. 80k mã số 8 free size này, chị nào lấy thì comment với mã số 8 nè. Mã số 8 80, chị nào lấy thì comment mã 8 với em. Đây free size này mấy chị, trời cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nha. Chị Ngọc Thảo ơi, đặt đồ thì lên giùm em địa chỉ số điện thoại cho cô một dòng đi chị ơi. Đặt đồ thì biết ý giùm em với nha. Đặt đồ thì lên giùm em địa chỉ số điện thoại cho cô một dòng nha chị. Đây 80 mã số 8 nha mấy chị. Chị nào lấy thì comment mã 8 giúp em nha. Free size nha. Bầu bì gì bon chen được hết nè. Đây chất vải của nó rất là đẹp luôn. Bầu bì gì bon chen được hết, free size nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy cái này thì comment mã 8 giúp em. 80k mã số 8 nè. 80k mã số 8 nha. Chị nào lấy thì comment mã số 8 giúp em nha. 80 mã số 8 nha mấy chị. Chị ở đâu ạ? Chị ở Buôn Ma Thuột em ơi. Rồi em lên một cái body này mấy chị. Đây một cái body đen tay dài này. Rồi mã 8 của chị Phương Thảo. Chị Phương Thảo lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng. Chị Phương Thảo ơi, chị Phương Thảo, chị Nguyễn Hiền ai lên địa chỉ số điện thoại trước em để cho người đó nha. Chị Phương Thảo lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Rồi em lên một cái máy tiếp này mấy chị. Văn Ngọc Thảo 75k mã số 75. 75k mã số 75, chị nào lấy thì comment với mã số 75 này. Ở dưới của nó là có khối ren như vậy nha mấy chị. Đây ở dưới cái váy là có phôi ren như vậy nha. Đây có phôi chất ren như vậy này. Rất là đẹp luôn, chất co giãn tầm người 55kg lại vừa nha mấy chị. Rồi 75k mã số 75, em có thấy chị Thúy Hà nha chị Thúy Hà ơi. Em có thấy chị Thúy Hà nha. Đây mấy chị mặc phôi cái view rất là đẹp luôn này. Rồi 75 của chị Loan. 75 của ai vậy? Loan Barbie nè. Rồi chị Loan Barbie lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng này. Loan Barbie lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng này. Loan Barbie lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng này. Chị Loan Barbie lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị. Rồi em lên tiếp một cái zoom màu xám nha mấy chị. Đây zoom ống rộng nha. Zoom ống rộng màu xám rất là đẹp luôn nha. Zoom ống rộng màu xám cực kỳ đẹp luôn nha. Cái này tầm người 52kg lại vừa nha mấy chị. 52kg lại vừa nha. Rồi chị Loan Barbie lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Em ơi chị không biết được em ơi. Phương Hải ơi, đồ chị không biết được nha. Lặt được cái nào thì like được cái đó thôi em ơi. Rồi cái này giá của nó là 80k mã số 1 nè mấy chị. 80k mã số 1 zoom nha. Tầm người 52kg lại vừa đây. Mặc lên của nó là như vậy nè mấy chị. Mặc lên rất là đẹp luôn nha. Rồi 80k mã số 8, chị nào lấy thì con mấy mã 8 với em nha. 80 mã số 8 nè mấy chị. Zoom tầm người 52kg lại vừa nha. Chị nào lấy thì con mấy em nè. Zoom ống rộng rất là đẹp luôn nha mấy chị. Đây dung ống rộng cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào lấy thì còn mấy em nha. Còn mấy em mã số 8 nè, dung màu xám 80k mã số 8 nè. Chị nào lấy thì còn mấy mã 8 với em. Còn ba bi lên chị lấy ba bi ơi, lấy gì mấy chị chỉ có phải đi chị ơi. Không?
55 ký nhưng mà cao bao nhiêu chị? Chị ơi 55 ký nhưng mà cao bao nhiêu chị ơi? Nếu mà cao trên 6 là vừa nha chị ơi. Chị mang Barbie lên, lên giùm em cái số điện thoại luôn nha chị nha. Đặt đơn trên hai sản phẩm giùm em nha. Nếu mà ở tỉnh xa thì đặt đơn trên hai sản phẩm giùm em nha chị. Rồi ok em. Rồi em tới tiếp một cái body này mấy chị. Body này tầm người 53-54 kêu lại vừa nha. 53-54 kêu lại vừa nè. Rồi cái body này giá của nó là 70k mã số 7. 70k mã số 7 mấy chị, mặc phối cái view rất là đẹp luôn nha. 70k mã số 7 nè. Chị ơi tí nữa inbox liền giúp em nha chị. Inbox liền giúp em nha. Rồi 70k mã số 7 nè mấy chị. 70k mã số 7 nè. Mấy chị mặc phối cái view rất là đẹp luôn. Rồi chị Thảo Hồ mã số 7 nè. Em chốt chị Thảo Hồ mã số 7 nè. Rồi em tới tiếp một cái dạng Barbie doll này mấy chị. Đây dạng Barbie doll nha, rất là đẹp luôn. Rồi em tới tiếp một cái dạng Barbie doll free size này mấy chị. Free size nha. Giá của nó là 75k mã số 75. 75k mã số 75 này. Chị nào lấy thì comment cho mã số 75 nha. Cái này bầu bì gì mặc rất là đẹp luôn này mấy chị. Dành cho mấy người bầu bì nha. Cái này dành cho mấy người bầu bì này. 75k mã số 75 nha. 75k mã số 75. Chị nào lấy thì comment cho mã số 75 nha. Dạ rồi ok chị Thảo Hồ nha. 75k mã số 75 này. Bầu bì gì bon chen được hết nè mấy chị. Chị nào lấy thì comment cho mã số 75 nha. Cái này free size nha mấy chị. Free size nha. Chị nào lấy thì comment cho mã số 75. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị. Đây. Váy rất là đẹp luôn nha. Mặc lên nè. Rồi váy này tầm người 50kg lại vừa nha mấy chị. Tầm người 50kg lại vừa nha. Rồi cái váy này giá của nó là 80k mã số 15. 80k mã số 15 này. Chị nào lấy thì comment với mã số 15 nha. 80 mã số 15 này mấy chị. 80k mã số 15. Chị nào lấy thì comment với mã số 15 nha. Mã số 15 80k này. Mã số 15 80k nha. Chị ơi em không biết được đâu nha chị Thúy Hà ơi. Đồ em thấy được cái nào thì em like cái đó thôi chị ơi. Không, ý là tháo đây chị đó. 80k mã số 15 này mấy chị. 80k mã số 15 này. Rồi mã số 15 của chị An Long Nguyễn này. Rồi chị An Long Nguyễn lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng chị An Long Nguyễn ơi. Chị An Long Nguyễn lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng đi chị ơi. Chị An Long Nguyễn lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng để em like qua mẫu khác nha chị. Mã số 100 chị nào lấy con mấy mã số 100 này.
Đây váy đen rất là đẹp luôn nha mấy chị. Mấy chị nhìn có rõ ra cái kiểu của nó không? Nhìn rõ kiểu của nó không mấy chị? Rồi chị nào lấy cái này comment mã số 100 này mấy chị. Mã số 100 nha chị ơi, em chỉ hiếm thử cho mấy chị xem thôi nha. Tầm người 50kg lại vừa này, mặc lên nó chẳng khác gì đâu chị. Đó, mặc lên nó như vậy này. Giá của nó là 100.000 nha mấy chị ơi. Giá của nó là 100.000 nha. Giá cái này là 100.000, chị nào lấy thì comment mã số 100 nha mấy chị. Mã số 100 nha, rất là đẹp luôn. Mã số 100 này chị nào lấy thì comment mã số 100. Mã số 100 nha, chị nào lấy comment em nha. Rồi em lên tiếp một cái body đỏ này mấy chị. Đây, lên tiếp một cái body đỏ này. Body đỏ này tầm người 52kg lại vừa nha mấy chị. Tầm người 52kg lại vừa nha. Em lấy váy đen 160 thôi nha. Chị Phương Thảo ơi, bây giờ đơn. Em coi chị Phương Thảo đây. Rồi cái body này giá của nó là 95k, mã số 95 này mấy chị. Tầm người 52kg lại vừa nha. Đây mấy chị mặc phối cái build vô rất là đẹp luôn. 95k mã số 95 này. 95k mã số 95 nha. Tầm người 52kg lại vừa. Rồi chị nào lấy cái này comment mã số 95 này. Body màu đỏ 95k mã số 95 nha mấy chị. Body đỏ 95k mã số 95 này. Chị nào lấy thì comment mã số 95 nha. Mấy chị mặc phối cái build vô cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. Đây mặc phối cái build vô rất là đẹp luôn nha. Lên form cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. Đây do hôm nay mặc cái áo này phối rồi. Em lên một cái dùm này mấy chị. Đây em lên một cái dùm nha, dùm cổ vest này. Rồi cái dùm này giá của nó là 100.000 nè. Chị nào lấy dùm này thì comment cho em nha. Đây dùm cái cổ của nó là dạng cổ vest như vậy nha mấy chị. Đó dạng cổ như vậy nè. Tầm người 50kg lại vừa. Chị nào lấy dùm này thì comment cho em mã số 100 nè. 100.000 nha mấy chị. Mã số 100. Chị nào lấy thì comment cho em mã số 100 nha. Chị ơi áo thun tay dài em không biết có không nữa. Đây mã số 100 chị nào lấy thì còn mấy em này dung màu cam nha mấy chị. Tầm người 52kg lại vừa nha. Tầm người 52kg lại vừa nha. Rồi em lên một cái áo khoác rin tiếp nè mấy chị. Áo khoác rin nha. Chị ơi áo như em đang mặc không có đâu chị. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác rin nè. Áo khoác rin này giá của nó 85k, mã số 85 này. Áo khoác rin lửng nha mấy chị. Đây dạng áo khoác rin lửng nha. 85k mã số 85. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 85 nha. 85k mã số 85. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 85 giúp em nè. Đây rất là đẹp luôn nha. 85k mã số 85. Rồi 100 của chị Kenly Huyền nè. Rồi chị Kenly Huyền lấy giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nè. Chị Kenly Huyền lấy giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Địa chỉ luôn nha chị ơi. Địa chỉ giùm em luôn nha chị Kenly Huyền ơi. Chị Kenly Huyền ơi lên giùm em cái địa chỉ luôn nha chị Kenly Huyền ơi. Rồi 85k mã số 85 này mấy chị. Đây 85k mã số 85. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 85 nha nha. Rồi 85 của chị Nguyễn em. Nguyễn Lan hả? Nguyễn Lưu. Chị Nguyễn Lưu lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng. Chị Nguyễn Lưu ơi. Chị Nguyễn Lưu lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. 85 em chốt cho chị Nguyễn Lưu này. Rồi chị Nguyễn Lưu lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng đi chị ơi. Rồi em tới một cái body đen này mấy chị. Đây em tới một cái body đen tầm người 50kg đồ lại vừa nha mấy chị. Vừa nha chị Nguyễn Lưu ơi, chắc chắn là vừa luôn á chị ơi. Bến xe phía Nam kìa. Rồi ok chị. Rồi chị Hoàng Thủy Tiên lên giùm em địa chỉ số điện thoại luôn nè. Lên giùm em địa chỉ luôn nha. Rồi chị Nguyễn Lưu lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Rồi em tới một cái body đen này mấy chị. Body đen giá của nó 90 mã số 9. 90 mã số 9 này. 90 mã số 9 bên trong có một ngực dài dạch nha mấy chị. 90 mã số 9 chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 9 nha. Đây cái cổ của nó là dạng cổ yếm như vậy này. Bên trong có một ngực dài dạch nha mấy chị. 90 mã số 9 tầm người 50kg lại vừa thôi. Rồi 90 em chốt chị Trâm Huỳnh này. Đây cổ yếm lên rất là đẹp luôn nè chị. Cái phần này cực kỳ đẹp luôn. Rồi số 9 em chốt chị Trâm Huỳnh này. Số 9 chốt chị Trâm Huỳnh này.
chị Phương, chị lại chào Phúc Linh á. Rồi cái váy này bên trong có mút ngực dày dặn nha mấy chị. Đây váy bên trong có mút ngực dày dặn nha. Rồi cái váy này giá của nó là 85k, mã số 85 này. Mới thôi chị Trang Lưu ơi, em mới like thôi chị. 85k mã số 85, chị nào lấy comment với mã số 85 nha. Đây cái này tầm người 52kg lại vừa nha mấy chị. Tại vì giữa eo của nó là chất co giãn nha. Bên trong có mút ngực dày dặn này, 85k mã số 85 này. Tầm người 50kg lại vừa nha mấy chị. Dùng hết rồi chị ơi, dùng hết rồi chị Phương Trang ơi. 85k mã số 85, chị nào lấy comment mã số 85 giúp em này. Rồi chị Liễu Liễu lên giúp em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng với chị Liễu Liễu ơi. Chị Liễu Liễu lên giúp em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng đấy chị ơi. Chị nào đặt đồ thì lấy giùm em hai sản phẩm trở lên giùm em nha mấy chị. Lấy giùm em hai sản phẩm trở lên nha. Rồi em tới tiếp một cái váy suông này mấy chị. Đây váy suông màu hồng này. Hả? Rồi chị Liễu Liễu không lên địa chỉ em để qua cho người khác nha. Rồi để qua chị Hương Trang có địa chỉ nè. Để qua chị Hương Trang có địa chỉ nha. Rồi em lấy tiếp một cái váy này mấy chị. Váy suông nha. Rồi cái váy suông này giá của nó là 90k mã số 9 nha mấy chị. Trời ơi cái váy này chất của nó cực kỳ đẹp luôn nha. Hàng mới tinh luôn nha mấy chị. Đây mấy chị nhìn nè, 90 mã số 9, 85 hết rồi mấy chị ơi. Mã số 85 hết rồi. 90 mã số 9 nè mấy chị. 90 mã số 9 nè. Cái này là bầu bì gì bon gen được hết nha mấy chị. Đây mặt đi xì cũng rất là đẹp luôn. Rồi 90 mã số 9 chị nào lấy cái comment mã 9 giúp em nha. Màu hồng da nha mấy chị. 90 mã số 9 nè. Chị nào lấy cái comment mã số 9 giúp em. Màu hồng da 90 mã số 9. Áo trẻ vai hả chị không biết rồi chứ. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác này mấy chị ơi. Đây áo khoác nam nha, áo khoác này dành cho nam mặc cũng được nè, tại vì nó rất là to luôn. Áo khoác này dành cho người 60kg mặc cũng vừa nha mấy chị. Áo khoác này dành cho người 60kg mặc cũng vừa nha. Dày dặn cực kỳ luôn nè mấy chị, cực kỳ dày dặn luôn nha. Rồi áo khoác này giá của nó 90k này. Ai lấy áo khoác này thì còn mấy mã số 9 này. Đây áo khoác 90k mã số 9 này mấy chị. Áo khoác 90 mã số 9 nha, nam nữ gì đều mặc được hết mấy chị. Dành cho người nào bự bự mặc mới vừa cái này nha, tại vì cái này nó hơi bự á, 60kg mặc cũng vừa nha. 90k mã số 9 chị nào lấy thì còn mấy mã 9 em. Mã 9 90. Rồi em lấy một cái áo khoác này mấy chị. Đây áo khoác dạng vest nha. Áo khoác dạng vest cực kỳ đẹp luôn này. Rồi cái áo khoác này giá của nó là 100 nè. 100 ai lấy thì còn mấy cái mã số 100 nè. Áo khoác mã số 100 chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 100 nha. Áo khoác cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị nhìn chất nè. Mã số 100 chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 100 nha. Áo khoác mã số 100 này mấy chị có 100.000 thôi, chất cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào lấy cái này còn mấy mã số 100 nha mấy chị nha. Mã số 100 100.000 thôi, chất cực kỳ đẹp nha mấy chị. Đây mấy chị nhìn này. Đó nhìn cái form của nó thôi rất là đẹp luôn. Rồi chị Anna Anna lên giùm em địa chỉ số hạt đến cùng một dòng này chị Anna ơi. Chị Anna Anna lên giùm em địa chỉ số hạt đến cùng một dòng nha chị. Chị Anna Anna lên giùm em địa chỉ số hạt đến cùng một dòng nha. Rồi em lên tiếp một cái body này. Đây em lên tiếp một cái body này mấy chị. Bên trong có mút ngực dày dặn nha. Chị Anna Anna lên giùm em địa chỉ số hạt đến cùng một dòng đi chị ơi. Rồi cái body này giá của nó 90. Ai lấy thì comment cho mã số 9 này. 90 mã số 9 nha. Body đen rất là đẹp luôn. Tầm người 50kg lại vừa thôi nha mấy chị. 50kg lại vừa thôi nha. 90 mã số 9. 90 mã số 9 nè. Chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em. Bên trong có mút ngực dày dặn này mấy chị. Chị Anna Anna ơi lên giùm em địa chỉ số hạt đến cùng một dòng đi chị ơi. Rồi mã số 9 em chốt chị Thúy Hà nè. Rồi chị Thúy Hà lên giùm em địa chỉ luôn nha chị Thúy Hà ơi. Chị Thúy Hà lên giùm em cái địa chỉ luôn nha. Body đen này của chị Thúy Hà nè.
mấy chị. Rồi váy đen này 60 mã số 6 hàng new này. 60 mã số 6 hàng new, bên trong có mức ngực dày dặn nha. Rồi chị Thúy Hà lên cho em địa chỉ số điện thoại cho cùng một dòng này. Chị Oanh Anna ơi, chị đặt đồ mà không cho địa chỉ số điện thoại là sao chị? Lên giùm em cái địa chỉ số điện thoại cho cùng một dòng đi chị Oanh Anna ơi. Rồi 60 mã số 6 chị nào lấy thì comment mã 6 giúp em nha. Mã 6 60k nha mấy chị. Này sao giống mấy người ta. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác nè mấy chị ơi. Đây áo khoác nè. Áo khoác gió nha. Áo khoác gió 70k mã số 7 nè. Áo khoác gió mấy lớp luôn nha mấy chị. Chắc cực kỳ dài dặn luôn nha. Đây 70k mã số 7. Chị nào lấy áo khoác thì comment nha mã số 7 nè. Mã số 7 70. Mã số 7 70. Chị nào lấy thì comment nha mã số 7 nha. Mã số 7 70k áo khoác gió nè. 70k mã số 7. Chị nào lấy thì comment nha mã số 7 nha. Rồi tới tiếp một cái trắng này mấy chị. Rồi chị Xuân lên lên giùm em địa chỉ số hoài đến cùng một dòng với chị Xuân lên ơi. Xuân lên lên giùm em địa chỉ số hoài đến cùng một dòng với chị Xuân lên ơi. Rồi em tới tiếp một cái váy trắng này mấy chị. Váy trắng cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi cái váy trắng này giá của nó 75k mã số 75 50kg lại vừa này. 75k mã số 75 nha. Mã số 7 hết rồi mấy chị ơi. 75k mã số 75 nha. Tầm người 50kg lại vừa nha mấy chị. Chị nào lấy cái này thì còn mấy nha mã số 75 này. Mã số 75, 75k mã số 75. Rồi ok ok Xuân Linh, Xuân Linh lên số điện thoại giùm chị Xuân Linh ơi. Xuân Linh lên số điện thoại giùm chị nha. 75k mã số 75 này mấy chị mặc lên trễ vai như vậy nha. Đây. Mặc lên cái tay trễ như vậy này, cực kỳ đẹp luôn. 75k mã số 75. Vân Hồng 77. Chị Vân Hồng ơi, mã số 7 hết rồi chị Vân Hồng ơi. 75 nha, 75 mã số 75 nha. Xuân Linh lên số điện thoại. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị. Đây. Rồi cái váy này giá của nó là 70 mã số 7 nè. 70 mã số 1 nha. 70 mã số 1 nha mấy chị. Xuân Linh lên số điện thoại nhanh đi Xuân Linh ơi. 70 mã số 1 để mấy chị tầm người 52 53 kêu lại vừa này. Rồi chị nào lấy cái này thì comment mã 1 giúp em nha. 70 mã số 1. 70 mã số 1 để mấy chị 70 mã 1 nha. Chị nào lấy thì comment mã số 1 giúp em. Mã số 1 70k, mã số 1 70k nè. Tầm người 53 54 kêu lại là vừa nha. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị. Váy body màu rêu này. Váy body rêu cổ yếm nha. Cổ yếm như vậy nè. Đó. Cổ yếm nha mấy chị. Rồi cái body rêu này giá của nó 80 hàng new. 80 hàng new, chị nào lấy con mấy cái mã số 8 nè. 80 hàng new mã số 8 nha. Rồi ok ok em nha. 80 mã số 8 nè. Chị nào lấy thì comment mã 8 giúp em nha. Rồi cái này thì tầm người 55kg rồi lại là vừa nha mấy chị. 80 mã số 8 rất là đẹp luôn nè. Cái này là hàng new nha. Chất mặt lên rất là đẹp luôn nha mấy chị. Chất mặt lên cực kỳ đã luôn nha. 80 mã số 8, chị nào lấy thì comment mã số 8 giúp em nha. 80k mã số 8, chị nào lấy thì comment mã số 8 giúp em nè. Body màu rêu nè mấy chị. Body rêu 80 mã số 8 nè. Rồi em lên tiếp một cái váy này mấy chị. Đây. Váy ren rất là đẹp luôn này mấy chị. Hàng thiết kế nha. Rồi cái váy này giá của nó là 120 này mấy chị ơi. 120 50kg lại vừa nha. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 120 này. Mã số 120 nha mấy chị. Đây mấy chị nhìn chất của nó nè. Chất của nó rất là đẹp luôn. Bên trong có mút ngực dày dặn nha. Cái này là hàng thiết kế rất là đẹp luôn nha mấy chị. 120k 50kg lại vừa. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 120 này mấy chị. Mã số 120. Mã số 120 nha. Ở phía trước là phối ren như vậy nha mấy chị. Đây phía trước của nó là phối ren như vậy nha. 120 mã số 120. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 120 này. 50kg lại vừa nha. Mã số 120. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 120 nha. Chị ơi thấy được cái nào thì like cái đó. Chị ơi.
tiếp một cái váy nha mấy chị. Đây. Rồi cái váy này giá của nó là 90k mã số 9 này. 90k mã số 9 nha. 90k mã số 9 mấy chị ơi, chia sẻ livestream chấm bài giùm em nha. Chia sẻ like chấm bài giùm em nha. Rồi bên trong của nó là có nút ngực dày dặn nha mấy chị. 90 mã số 9 này 50kg lại vừa. Chị nào lấy hay còn mấy cái mã số 9 nha. Cái này là cái zoom nha, phải là váy nha mấy chị. Bên trong của nó có quần nha, cái này là zoom nha. 90 mã số 9 50kg lại vừa. Chị nào lấy hay còn mấy mã 9 giùm em nè. Rồi mã số 9 của chị Trâm Huỳnh nè, chốt chị Trâm Huỳnh mã số 9 này. Rồi em lên tiếp một cái zoom này mấy chị. Zombie nha. Đây, zombie hàng new của ống rộng này. Rồi zombie này giá của nó 90 mã số 2. 90 mã số 2 này zombie này mấy chị. 90 mã số 2, chị nào lấy hay còn mấy mã số 2 nha. Mã số 2 90k nha mấy chị. Mã số 2 90k này, một bên có túi nha. Mã số 9 hết rồi Hạ My ơi. Chị Huỳnh Thu ơi, chưa chị ơi. Rồi chị Rita Nguyễn mã số 2 em cháu, chị Rita Nguyễn mã số 2 nè. Chị Huỳnh Thu ơi, ngày mai em mới đi đơn cho chị nha. Mã 2 hết nha mấy chị ơi. Mã số 2 hết nha. Rồi em tôi tiếp một cái váy, một cái áo này mấy chị. Đây, áo sơ mi màu trắng nè. Áo sơ mi màu trắng nha. Với lại là chân váy nè. Rồi nguyên set này giá của nó, cái này là quần ống rộng nha mấy chị. Quần ống rộng nha. Đây, rất là đẹp luôn. Rồi nguyên set này giá của nó 95k mã số 95 nè. 95k mã số 95. Chị nào lấy hay còn mấy cái mã số 95 nha. Nguyên set này 95k mã số 95 nè. Cái này thì tầm người 52-53kg lại là vừa nha mấy chị. Đây 95k mã số 95, chị nào lấy thì còn mấy mã số 95 giúp em nha. Cái này là quần ống rộng nha mấy chị, ở phía sau của nó là lưng thun rất là dễ mặc luôn nè. 95k mã số 95, chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 95 nguyên set nha. Mã số 95 nguyên set nha mấy chị. Rồi em đang tiếp một cái body trắng này mấy chị. Đây body trắng nha, bên trong có mút ngực dày dặn nè. Rồi body trắng này tầm người 50kg lại vừa thôi. 95 của chị gì vậy em? Chị Phương Xuân Trần, lấy giùm em địa chỉ số điện thoại đến cùng một dòng nè. Chị Phương Xuân Trần, lấy giùm em địa chỉ số điện thoại đến cùng một dòng nè. Chị Phương Xuân Trần ơi, lấy giùm em địa chỉ số điện thoại đến cùng một dòng nha. Rồi em lấy một cái body này mấy chị, cực kỳ đẹp luôn. Giá của nó 100.000, chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 100 nha. Body này bên trong có mút ngực dày dặn nha mấy chị. Đây bên trong có mút ngực dày dặn này, chị nào lấy hay còn mấy mã số 100. Mã số 100 nha nhé. Mã số 100 nè. Mã số 100 cho em nha. Rồi mã số 100 của chị Trâm Huỳnh nè, em chốt chị Trâm Huỳnh mã số 100 nè. Chị Phương Sương ơi, lên giùm em địa chỉ số điện thoại chị Phương Sương ơi. Đặt đồ xong rồi yêu cương rồi sao ta? Chị Phương Sương lên giùm em địa chỉ đi chị Phương Sương ơi. Lên địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng giùm em đi chị. Mã 100 hết rồi nha mấy chị. Mã 100 hết rồi nha mấy chị ơi. Mã 100 hết rồi mấy chị ơi. Rồi em lên tiếp một cái váy nha mấy chị. Váy body màu trắng này. Đây. Rồi váy body màu trắng này 90k mã số 9 nè mấy chị. Body trắng 90k mã số 9. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 9 nha. Mã số 9 90k tầm người 52kg lại là vừa nha mấy chị. Cao trên 1m6 thì 52kg vừa, còn dưới 1m6 thì 50kg lại vừa thôi nha. Mấy chị ơi, cảm thấy đặt đồ được có thì hãy đặt nha. Đừng có đặt đồ cho vui miệng rồi comment mã cho vui miệng rồi lên địa chỉ số điện thoại không lên. Chị Phương Xuân Trần lên cho em cái địa chỉ luôn đi chị ơi. Rồi đây 90 mã số 9, chị nào lấy thì comment mã 9 với em nè. 90 mã 9 nha mấy chị. Rồi em lấy tiếp một cái zoom này mấy chị. Zoom vàng nha. Bên trong có mút ngực dày dặn này.
Rồi cái dung vàng này giá của nó 100.000, bên trong có mút lục dày dặn nha mấy chị. Đây cổ của nó là dạng cổ yếm như vậy nè. Dạng cổ yếm như vậy nha mấy chị, bên trong có mút lục dày dặn nha. Rồi chị nào lấy cái dung vàng này thì comment với mã số 12 này. Mã số 12. Đây. Mấy chị mặc phối cái bill rất là đẹp luôn. Đó. Mã số 12 100.000 này, bên trong có mút lục dày dặn nha. Chị nào lấy thì comment với mã số 12 nha mấy chị. Mã số 12 nha. Rồi chị Trâm Huỳnh chốt mã số 12 nè. Em chốt chị Trâm Huỳnh mã số 12 nè. Chị 100. Rồi em lên một cái body màu xanh nè mấy chị. Đây. Body này dài qua gối nha mấy chị. Body này tầm người 52kg lại vừa nha. 52kg lại vừa. Mấy chị ơi mã số 12 hết rồi nha mấy chị ơi. Mã số 12 hết rồi nha. Rồi cái body này giá của nó 90, mã số 15 này. 90 mã số 15 màu xanh ngọc này mấy chị. 90 mã số 15 này, chị nào lấy thì con mấy cái mã số 15 nha. Đây, mã số 15 90k, mã số 15 90k này, chị nào lấy thì con mấy mã số 15 giúp em. 50kg lại vừa nha mấy chị. 50kg lại vừa nha. Chị nào lấy thì con mấy cái mã số 15 nha. Rồi em lên tiếp một cái body màu hồng nha mấy chị. Đây body hồng giá của nó là 101 hàng new nha. Body hồng là 101 hàng new này, bên trong có mút ngực dày dặn rất là đẹp luôn. Rồi cái này tầm người 50kg lại vừa, nếu mà cao trên mét 6 thì 53kg lại vừa nha mấy chị. Đây mấy chị nhìn này, mặc lên form của nó rất là đẹp luôn nha. Do em mặc cái áo này yếm lên nhìn nó không có thấy được cái form á. Rồi chị nào mà lấy cái này thì còn mấy cái mã số 110. Mã số 110 màu hồng, bên trong có mút ngực dày dặn hàng new này. Cái này là hàng new, hàng của shop luôn nha mấy chị. Đó, rất là đẹp luôn nha. Mã số 110, chị nào lấy thì con mấy mã số 110. Rồi 110 của chị Trâm Huỳnh này. Chị Thúy Hà ơi, em là ở 53 xe 17B Phạm Ngũ Lão. Em có ghi em trên like nha chị. Rồi em chốt 110 với chị Trâm Huỳnh rồi nè. 110. Rồi em lên một cái set này mấy chị. Đây lên một cái set cho mấy chị nha. Set này là hàng new luôn nha. Ở cái zoom nhá. Cái này là cái zoom nha mấy chị. Cái zoom nhá phải là cái set. Cái này là cái zoom nhá phải là váy nha. Đây ở phía ngoài của nó có một cái áo rồi như vậy này. Đó. Rồi đây là cái zoom nha mấy chị nha. Rồi cái zoom này giá của nó 95k, mã số 95 hàng new này. 95k mã số 95, chị nào lấy thì con mấy cái mã số 95 nha. 95k mã số 95 nha mấy chị. 95k mã số 95 nha. Cái này free size nha mấy chị nha. Free size nha. Free size nha mấy chị, tại vì chất của nó là co giãn nè. 95k mã số 95 nè. 95k mã số 95. Xin chào chị Tuyết Trinh nha. 95k mã số 95 hàng new này mấy chị. Hàng new nha. Cái này mặc lên form nó đẹp lắm nè mấy chị nha. Nhìn em yếm như vậy nhìn nó không có được đẹp lắm nha. Đây 95k mã số 95 này. Mặc lên cực kỳ đẹp luôn, yếm lên cực kỳ đẹp luôn này. 95 của chị Liễu Liễu nè. Chị Liễu Liễu có đơn không? Có đơn chưa? Liễu Liễu hôm qua không có đơn. Luana có đơn chưa? Rồi chị chốt cho Luana nha. Chốt cho Luana nè. Chị Liễu Liễu chị có đơn đi chị ơi. Có thì Liễu Liễu có đơn chưa? Hồi nãy nhớ ăn máng không có đặt một cái gì đâu. Chị Liễu Liễu ơi, nãy giờ chị có đặt cái gì chưa chị ơi? Chị Liễu Liễu ơi, nãy giờ chị có đặt đơn nào chứ chị? Nếu mà đơn mới thì nên địa chỉ số điện thoại giùm em nha. Rồi em lên tiếp một cái hả? Rồi em lên một cái váy này mấy chị. Lên một cái váy này. Cái váy này free size nha mấy chị nha, free size nha. Rồi cái váy này giá của nó 75k, mã số 75 này. 75k mã số 75. Rồi chị Liễu Liễu với chị Luana lên địa chỉ số điện thoại giùm em nha. Luana ơi, hồi nãy em đặt đơn nào cho em? Hồi nãy em đặt đơn nào chưa? Chị nào mà được. Đây 75k mã số 75 free size này mấy chị. Rồi chị Mỹ Liên lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Chị
ơi, lên giùm em địa chỉ luôn đi chị ơi. Chứ lên, nếu mà lên lên chầm địa chỉ thì em để qua cho người khác nha. Rồi em tới tiếp một cái yếm rin này mấy chị. Yếm rin dạng váy nè, yếm rin dạng váy nha. Rồi cái yếm rin này size của nó là size 28 nha mấy chị. Đây yếm rin size 28 nè. Giá của nó là 70k. Ai lấy thì còn mấy mã số 7. Mấy chị mặc với áo phông trắng bên trong rất là đẹp luôn nha. 70k mã số 7, 70k mã số 7 nè. Chị Mỹ Liên ơi, lên giùm em cái địa chỉ luôn đi chị ơi. Đây 70k mã số 7 này, size 28 nha mấy chị nha. Đây yếm rin size 28 nè, 70k mã số 7. Chị nào lấy thì comment mã 7 giúp em nè. Chị nào lấy thì comment cái này mã 7 giúp em nha. Rồi chị Phan Hải mã 7 nè. Rồi em chốt cho chị Phan Hải mã số 7 nè. Rồi ok ok. Ok chị nha. Rồi em tới tiếp một cái váy nè mấy chị. Đây váy trắng nha, chất cực kỳ đẹp luôn. Cái này free size nha, tại vì phần eo của nó có chất co giãn nè. Rồi cái váy trắng này giá của nó 80k mã số 8 nè mấy chị. 80k mã số 8 nè. Mã số 7 em chốt cho chị Phan Hải. Chị Phan Hải ơi, 80k mã số 8, chị nào lấy thì comment mã số 8 em nha. Đây cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. Cái này là free size nha, người mập người ốm thì mặc cũng được nha. 80k mã số 8, chị nào lấy thì comment mã số 8 em nè. Váy trắng 80k mã số 8 này, chị nào lấy thì comment mã 8 giúp em nha. Đây 80k mã số 8, chị nào lấy thì comment mã số 8 em nè. 80 mã 8 nha mấy chị. Đây cái dung màu kem nha, dung này là màu kem nha. Đây rồi cái dung này giá của nó là 75k mã số 75 này. 75k mã số 75 nha mấy chị, tầm người 50kg lại vừa thôi nha. Cái dung này mặc lên dễ thương lắm luôn nè mấy chị. 75k mã số 75, chị nào lấy thì còn mấy mã số 75 giúp em nè. Đây 50kg lại vừa nha. Rồi chị Thanh Hà lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nè. Mấy chị đặt đồ mấy chị cho em địa chỉ số điện thoại chậm quá à thì đó. Sao mấy chị không cho trên cùng một dòng cho nó dễ? Rồi trong phần bản sao nè. Rồi ok chị Thanh Hà Phương ở chị Nhiên chị tên gì? Rồi em tới tiếp một cái body nè mấy chị. Body đỏ nha, body màu đỏ nè. Cái này là chất cực kỳ dễ mặc luôn nha. Tầm người 53kg đổ lại vừa nè mấy chị. Người ốm mặc mặc cũng được nha. Ừ em. Rồi em tới một cái body này giá của nó 80k mã số 8 nè mấy chị. Body dài qua gối nha, 80k mã số 8 nè. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 8 nè. 80 mã số 8, tầm người 52-53kg lại mặc vừa nha mấy chị. Cái này dành nhom. Cái này là cái chất này cực kỳ dễ mặc luôn. Người ốm người mập gì mặc cũng được nha. 80k mã số 8 nè. Đây 80k mã số 8. Rồi chị phụ nữ đẹp lấy mã số 8. Em chốt chị phụ nữ đẹp mã số 8 nè. Rồi em tới tiếp một cái váy trắng này mấy chị. Rồi váy trắng này giá của nó là 65k mã số 65 nha. 65k mã số 65 này. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 65 nha mấy chị. 65k mã số 65 hàng new nha mấy chị. Cái này là hàng new nha. Tầm người 52kg lại vừa này. 65k mã số 65, chị nào lấy thì còn mấy mã số 65 này. 65k mã số 65, chị nào lấy thì còn mấy mã số 65 nha. Rồi em tới tiếp một cái váy đỏ nè mấy chị. Rồi váy đỏ này giá của nó 70 mã số 7. 70 mã số 7 này, chị nào lấy thì còn mấy mã số 7 giúp em nha. 70k mã số 7 này, tầm người 50kg lại vừa. 70 mã 7, chị nào lấy thì còn mấy mã số 7 giúp em nha. 70 mã số 7, chị nào lấy thì còn mấy mã 7 giúp em. 70 mã 7 nè. Không có quần nha bà ơi. Ừ hôm nay toàn 7 không à em. 70 mã số 7 này, chị nào lấy thì còn mấy mã số 7 giúp em nha. 70 mã 7 váy đỏ này mấy chị, 50kg lại vừa, chị nào lấy thì còn mấy giúp em.
Rồi em lên tiếp một cái set nè mấy chị. Đây em lên tiếp một cái set nha. Chân váy nè. Đây chân váy đen nha mấy chị nha. Rồi set này giá của nó 100 ngàn. Chị nào lấy set này thì comment em nè. Set đen 100 ngàn nha mấy chị. Set này tầm người 50kg lại vừa nha. Cao tới 1m6 thì 52kg vừa nha mấy chị. Đây 100 ngàn nha. Không có rồi em ơi. Rồi chị nào lấy set này comment em là set 100 ngàn này mấy chị. Đây set cực kỳ đẹp luôn. Set 100 ngàn nha. Rồi set của Song Linh. Chốt cho Song Linh set này. Rồi em tới một cái quần legging này mấy chị ơi. Đây một cái quần legging size 26 nha. Quần legging size 26 nè. Được em 52 kg. Chị ơi, cái đó to lắm nha chị Xuân Linh ơi. Cái đó bự lắm nha em. Em cao bao nhiêu em ơi? Em cao mét bao nhiêu? Cái đó bự lắm. Rồi cái này size 26 60k. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 26 này mấy chị. Đây mấy chị mặc với lại áo thun cực kỳ đẹp luôn nha. Mặc với áo thun mang với giày bata cực kỳ đẹp luôn nè. 60k mã số 26 nè. 60k mã số 26 quần legging nè mấy chị. 60k mã số 26 chị nào lấy thì comment em nha. Mã số 26 60k nha. Vậy là vừa em ơi. Rồi chị Mary Nguyễn mã số 6. Mary Nguyễn lên em địa chỉ số điện thoại này mã, mã 26 nha. Chứ mẹ mã 6 đâu. Rồi Phương Thảo mã 26 nè. Rồi em chốt chị Phương Thảo mã 26 nè. Chị Phương Thảo ơi lấy lại em cái địa chỉ hình không có địa chỉ được không? Chị Phương Thảo ơi khỏi đi chị ơi, ngày hôm qua có địa chỉ của chị rồi. Ở Nguyễn Khuyến hôm nay người đây mà. Nói địa chỉ hả? Rồi em lên tiếp một cái váy đen này mấy chị ơi. Váy đen 80k mã số 8 nè. À dạ rồi ok ok chị âm đi nha. Quần hết rồi em ơi. 80k mã số 8 này chị nào lấy thì còn mấy mã 8 giúp em nha. 80k mã số 8 chị nào lấy thì còn mấy mã số 8. Em ơi, quần hết rồi nha em nha. Rồi 80k mã số 8 này chị nào lấy thì còn mấy mã 8 giúp em nha. Tầm người 50kg lại vừa. 80 mã số 8 chị nào lấy thì còn mấy mã số 8 giúp em nè. 80 mã 8 chị nào lấy còn mấy mã số 8 giúp em nha. Váy màu đen xòe nè mấy chị. Váy đen xè rất là đẹp luôn. Chị nào lấy thì comment cái mã số 8 nha. 50kg lại vừa nha mấy chị. Đây 50kg lại vừa nha. Rồi chị liều liễu lên giùm em địa chỉ nha. Hồi nãy giờ chị liều liễu lên địa chỉ chưa? Chị liều liễu ơi, chị lên giùm em cái địa chỉ số điện thoại chị liều liễu ơi. Rồi 80 mã số 8 này chị nào lấy comment mã 8 giúp em nha. Rồi em lên một cái body màu đỏ này mấy chị. Đây. Body màu đỏ này giá của nó là 80k mã số 1. 80k mã số 1, 80k mã số 1 nè, chị nào lấy thì còn mấy mã số 1 50kg lại vừa, cái đó là hàng new nha mấy chị. Hàng new nha, chị liều liều lên là mấy. Rồi 80k mã số 1 nè, 80k mã số 1 nè. 80k mã số 1 chị nào lấy còn mấy mã số 1 giúp em nha. Hết rồi, quần legging hồi nãy hết rồi nha mấy chị. Đây chị nào lấy thì còn mấy mã số 1 80k nè. Mã số 1 80k rồi, mã số 1 của chị Rita Nguyễn nè. Mã số 1 hết nha mấy chị ơi, mã số 1 hết nha. Rồi em lên tiếp một cái chân váy này mấy chị ơi. Rồi chân váy này giá của nó 50k mã số 26 nè. 50k mã số 26 chị nào lấy con mấy cái mã số 26 nha. Rồi chị nào lấy cái này thì con mấy cái mã số 26 nè, mã số 26 nè. Rồi 26 của chị Tuyết Trinh nè, rồi chị Tuyết Trinh hỏi địa chỉ nha. 50.
Rồi 26 em chốt chị Tuyết Trinh nha chị Tuyết Trinh ơi. Rồi em lấy một cái váy màu trắng xòe nè mấy chị. Đây váy xòe màu trắng nha. Rồi cái váy này giá 70 mã số 7. 70 mã số 7 nè, 70 mã 7 nè. 70 mã số 7 tầm người cái này tầm người 52 kg lại là vừa nha mấy chị. 70 mã số 7 chị nào lấy hay con mấy nha mã số 7 nha. Mã số 7 bên trong có mút ngực dày dặn nha. Váy trắng này bên trong có mút ngực dày dặn nha mấy chị. 70 mã số 7 chị nào lấy hay con mấy mã số 7 giúp em nè. Váy trắng 70 mã số 7 này chị nào lấy hay con mấy mã số 7 giúp em. Rồi em tiếp một cái body này mấy chị. Đây. Body chất cực kỳ đã luôn nha mấy chị nha. Chất cực kỳ dày dặn luôn nha. Đây, chất cực kỳ dày luôn. Cái này tầm người 50kg đổ lại vừa thôi nha mấy chị. Giá của nó là 90k mã số 9 nè. 90k mã số 9 chị nào lấy thì con mấy mã số 9 giúp em nha. 90 mã 9, 90 mã 9 chị nào lấy thì con mấy mã 9 giúp em nè. Body màu xanh 90 mã số 9 chị nào lấy thì con mấy mã 9 giúp em nha. 50kg đổ lại vừa nha. Rồi mã 9 của chị Rita Nguyễn nè. Rồi mã 9 em chốt chị Rita Nguyễn nha. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị. Váy màu đen nha. Nha. Hả? Không có váy 43 kia, 43 tuổi rồi em ơi. Rồi đây em tới tiếp một cái váy xòe này mấy chị. Đây váy dạng chữ A nha. Váy đen dạng chữ A này. Rồi cái váy đen này giá của nó 80k mã số 8 nè mấy chị. Váy đen 80k mã số 8 chị nào lấy thì con mấy mã số 8 giúp em nha. Đây 80k mã số 8 50kg lại vừa chị nào lấy thì con mấy mã 8 giúp em nha. Mã 880, mã 880 này. Mã 880 này. Rồi chị Liệu Liệu lấy cái này đúng không chị Liệu Liệu ơi? Nếu mà lấy cái này thì ok giúp em nha chị Liệu Liệu ơi. Chị Liệu Liệu nếu mà lấy cái này ok giúp em nha. Mã số 8 của chị Linh nè. Ai đặt đồ thì lên giùm em để chị số điện thoại em mới để nha. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác này mấy chị. Áo khoác màu hồng nè. Đây áo khoác lông màu hồng rất là đẹp luôn. Rồi cái áo khoác lông này giá của nó là 95k mã số 95 nè. 95k mã số 95 nha. Chị nào lấy thì con mấy cái mã số 95 này mấy chị. Mấy chị ơi chia sẻ livestream chấm bài giùm em nha. Đây 95k mã số 95 nè. Mấy chị có thể mặc 95k mã số 95. Chị nào lấy thì con mấy mã số 95 giúp em nha. 95 mã số 95 ở phía sau rồi của nó là có cổ thôi mấy chị. Cực kỳ đẹp luôn nha. Đây 95 mã số 95. Chị nào lấy con mấy mã số 95 giúp em nè. Do em mặc cái áo phía trong nó không hợp lắm nha. 95k mã số 95 nha mấy chị. Chị nào lấy con mấy mã số 95 giúp em nha. Rồi lên một cái áo khoác màu vàng nè mấy chị. Đây. Áo khoác dạ vàng nha. Ui màu vàng này mặc lên cực kỳ trắng da luôn nè mấy chị. Rồi cái áo khoác vàng này giá của nó là 101, chị nào lấy con mấy cái mã số 110. Mã số 110 chuẩn bị tới mùa lạnh rồi mấy chị mặc mua mặc đây là vừa rồi nha mấy chị. Cái này bây giờ thì bán cực kỳ rẻ luôn nhưng mà mốt mắc lắm nè. Đây, chất của nó này mấy chị cực kỳ mịn luôn nha. Giá của nó là 110 nè. Chị nào lấy hay con mấy cái mã số 110 nha. Mã số 110 này mấy chị. Đây mã số 110 áo dạ màu vàng này. Mã số 110, mã số 110 giúp em nha. Rồi chị Rita Nguyễn lấy mã số 110 cái vàng này có không? Cái đó không hồng này mấy chị. Trời cái này đẹp quá đây mấy chị. Rồi chị Rita Nguyễn em chốt này mấy chị nha. Cái vàng đẹp quá. Rồi em tới tiếp một cái set nè mấy chị. Đây tới một cái set nha, chân váy rin này size 27 nè. Chân váy rin size 27 nha. Hết rồi chị ơi. Áo khoác hết rồi nha. Áo cổ yếm nè. Đây, áo cổ yếm. Chân váy rin rồi nguyên set này giá của nó 90k. Chị nào mà lấy áo thì còn mấy nhưng mà áo 40 nha. Còn chân váy rin là 50k nha. Rồi, quần rin size 26, chân váy rin size 20. Chân váy rin của nó là size
27 nha mấy chị. Size 27 nha. Rồi nguyên set này giá của nó là 90k này. Chị nào lấy set thì comment giúp em là set 90 nha. Chị nào lấy set thì comment giúp em là set 90. Còn ai lấy áo hoặc là trang quái riêng thì comment cho em nha. Rồi là em lên tới một cái body trễ vai này mấy chị. Body trễ vai này, body đen trễ vai, giá của nó 100.000. Chị nào lấy thì comment giúp em là mã số 100 hả? Ẩn hả? Mã số 100 này, mã số 100. Rồi set 27 của chị Liều Liễu này, rồi chốt set 27 chị Liều Liễu này. Rồi đây mã số 100.000 nha mấy chị. 100.000 mã số 100 nha. Tầm người 50kg lại vừa trễ vai như vậy này mấy chị. Đó, trễ vai nha. Mã số 100, mã số 100 nha. Mấy chị nhìn chất của nó này, chất cực kỳ đẹp luôn, 90. Rồi chị nào lấy cái này thì comment nha, mã số 100 nha mấy chị. Mã số 100 tầm người 50kg lại vừa này. Tầm người 50kg lại vừa, chị nào lấy thì comment cho em. Ôi trời ơi, mệt quá. Rồi em lên tiếp một cái set này này mấy chị. Đây em lên một cái set này, áo là màu xám nha mấy chị nha, áo màu xám nha. Rồi chân váy màu xanh hả? Rồi chân váy xanh. Đâu, đây nó. Đây nguyên set nha mấy chị. Nguyên set này giá của nó là 95k, mã số 95 nha. Cái này tầm người 50kg lại vừa thôi nha mấy chị. Đây 95k mã số 95 này, 95k mã số 95. Chị nào lấy thì comment mã số 95 giúp em nha. 95 mã số 95 này, chị nào lấy thì comment mã số 95 giúp em. Chị nào lấy thì comment giúp em là set 90 nha. Set 90k nha mấy chị. Cái này tầm người 50kg lại vừa thôi nha. Có chân váy không? Có rồi chị ơi, không có chân váy công sở rồi. Đây 90k mã số 9 này, 90k mã số 9 nguyên set này mấy chị. Đây set set chân váy dạng đuôi cá rất là đẹp luôn nha. 90k mã số 9, chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em nha. 90 mã 9, chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em. Rồi mã số 9 em để chị Liều Liễu này. Rồi em tới tiếp một cái zoom này mấy chị. Zoom ống rộng này. Đây zoom ống rộng nha. Rồi cái zoom này giá của nó là, cái zoom này giá của nó là 90k này. 90k mã số 1, 90k mã số 1 màu hồng da nha mấy chị. Đây cái này là màu hồng da rất là đẹp luôn. 50kg lại vừa, chị nào lấy thì comment mã số 1. Mã số 1, mã số 1 nha. Hoa mai. Rồi zoom, zoom 90k này, rồi chị cảm ơn Hoa Mai nha. Zoom 90k này. Rồi Đặng Nguyên lấy zoom đúng không em ơi? Nếu mà lấy thì ok giúp chị nha. Mã chị đó mã mấy, mã 1 hả? Rồi mã 1 để chị Ngô Linh này. Em chốt chị Ngô Linh mã số 1 này. Chị Ngô Linh, em chốt chị Ngô Linh mã số 1 nha chị. Rồi em lên tiếp một cái set này mấy chị. Đây. Chân váy size 26 nha. Chân váy size 26. Set này giá của nó 85k mã số 85 này. 85k mã số 85. Đây, size 26. 85k mã số 85 nha. 85k mã số 85, chị nào lấy thì comment mã số 85 này. Mã số 85, 85k, chị nào lấy thì comment mã số 85 giúp em. Body hình như hết rồi chị ơi. Rồi 85 của chị Elifan. Rồi chị Elifan đây giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng chị Elifan ơi. Chị Elifan đây giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị.
Rồi em đang tiếp một cái váy đen này mấy chị. Ai váy đen rất là đẹp luôn. Váy đen cực kỳ đẹp luôn này mấy chị ơi. Rồi giá của cái váy này là 100.000. Chị nào lấy thì comment cho mã số 100 này. Mấy chị phối view vô rất là đẹp luôn nha. Đây chị nào mặc mà phối view vô rất là đẹp luôn nha. Cái này tầm người 52kg lại vừa này. Ở phía dưới nó có một cái lớp ren như vậy nha mấy chị. 100.000. Chị nào lấy thì comment cho mã số 100 này. Mã số 100 nha. Mấy chị mặc phối cái view vô rất là đẹp luôn nha. Rồi 100 của chị Linh Luti. Chị Linh Luti lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng với chị Linh Luti ơi. Có đó hả? Rồi lên một cái body kim sa này mấy chị. Chị em ai gì đòi lên kim. Đây em lên một cái body này. Trời body kim sa đẹp quá này mấy chị ơi. Chất vải của nó rất là đẹp luôn. Bên trong của nó có mút ngực dày dặn này. Đây chất vải của nó đây nha. Bên trong có mút ngực dày dặn. Cái này là chất vải co giãn nha mấy chị. Tầm người 55kg mặc cũng vừa nha. Người ốm thì mặc gì mặc cũng được nha. Rồi cái váy này giá của nó 100.000 luôn. Body 100.000. Chị nào lấy thì comment với mã số 1. Mã số 1 nha mấy chị. Mã số 1 nha mấy chị ơi. Mã số 1 100.000 này. Chất rất là đã luôn. Mấy chị mặc khối bill vô cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi chị Thanh Hà hả? Rồi chị Thanh Hà lên giùm em địa chỉ số điện thoại đi cùng. Có hả? Rồi em lên tiếp một cái zoom này mấy chị. Zoom dễ thương vậy. Rồi em lên một cái zoom nha. Zoom hàng new này. Rồi zoom này giá của nó 90k mã số 9 nè mấy chị. 90k mã số 9 free size nha. Cái zoom này free size nha mấy chị nha. Đây 90k mã số 9 ai? Ai? Lâm Nguyễn hả? Tèo hả? Đây 90k mã số 9 nè. 90k mã số 9 nè. Chị nào lấy thì comment cho mã số 9 nha. Mã số 9 hàng new nha mấy chị. 90k mã số 9. Chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em nha. Ôi chị tô xong ơi, em gửi cho chị rồi mà chị. Gửi cho chị rồi mà hàng tới hình như là chị hình như là bưu điện chưa phát cho chị đó chị tô xong ơi. Rồi mã 9 của chị liều liễu nè. Chị tô xong ơi, hàng tới rồi đó chị. Chị chú ý điện thoại người ta gọi khách hàng chị nha. Rồi em tới một cái váy maxi này mấy chị. Đây một cái váy maxi dài nha. Cái này dành cho người 55kg mặc cũng vừa nha chị. Ốm mập gì đều mặc được hết nha. Rồi cái váy maxi này giá của nó 80k mã số 8 nè. 80k mã số 8. Chị nào lấy thì comment mã số 8 với em nha. 80 mã số 8. Chị nào lấy comment mã số 8 với em nha. Mã số 8 80 nè. Chị nào lấy thì comment mã số 8 với em nè. Mã số 8 80. Chị nào lấy thì comment mã số 8 với em nha. 55kg lại mặc cũng vừa nha mấy chị. Chị ơi hàng tối rồi đó chị ơi, hàng tối rồi mà bưu điện chưa phát cho chị á, để ngày mai em ra bưu điện của họ lại nha. Rồi 80 mã số 8, chị nào lấy hay comment mã số 8 với em nha. Rồi em tới một cái set này mấy chị. Mã 8 của chị Thanh Huy Nguyễn hả? Rồi chị Thanh Huy Nguyễn lên giùm em địa chỉ số điện thoại đến cùng một dòng đó chị ơi. Rồi cái set này 90k này, chị nào lấy set này thì comment giùm là set 90 này. Nguyên set 90k, chị nào lấy thì comment giùm là set 90 nha. Ôi set này dễ thương quá này mấy chị. Rồi set 90 mã số 9, chị nào lấy thì comment cho em nha. 90k mã số 9, chân váy là size 26 thôi nha mấy chị. Chân váy size 26 nha. Rồi chị Mary Nguyễn có hồi nãy giờ có địa chỉ chưa? Chưa. Chị Mary Nguyễn lên giùm em địa chỉ số điện thoại đến cùng một dòng với chị Mary Nguyễn ơi. Chị Mary Nguyễn lên giùm em địa chỉ số điện thoại đến cùng một dòng nha. Chị hôm nay em để qua chị Hiền Lê nha. Rồi em tới một cái zoom này mấy chị. Rồi em lên một cái zoom nha. Zoom này giá của nó là 85k mã số 85 này. 85k mã số 85 nha. Zoom vàng ống nha mấy chị. Zoom vàng ống nha. 85k mã số 85. Chị nào lấy thì comment cho mã số 85 này. 85k mã số 85. Rồi giúp em để chị đi. Vi Văn Nguyễn này.
tôi tiếp một cái váy này mấy chị. Đây cái váy này free size nha mấy chị nha, người ốm thì mập gì mặc cũng được nha. Đây free size này. Rồi cái váy này giá của nó là 70k mã số 7. 70k mã số 7 free size này, chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em. Mã số 7 70, mã số 7 70, chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em nha. Mã số 7 70k này chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em nha. Ồ thì em chốt bằng mã đó chị. Rồi mã số 7 của chị Linh này, chốt cho chị Linh gì đó. Rồi em chốt chị Linh Luti mã số 7 này. Rồi em lên tiếp một cái váy suông này mấy chị. Đây váy suông nha. Rồi cái váy suông này giá của nó 75k mã số 75 này. Váy suông 75k mã số 75, tầm người 53kg đồ lại vừa nha mấy chị. 53kg đồ lại vừa nha. Đây 75k mã số 75. Ủa? Chị đi ra ngủ comment gì vậy? 75k mã số 75 này, để em coi lại chị nhá. Rồi chị nào lấy thì comment mã số 75 này, mã số 75 75k. Chị Rita Nguyễn trước mà chị. Chị Rita Nguyễn trước mà chị Trâm Huỳnh ơi. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác gió này mấy chị. Đây áo khoác gió rất là đẹp luôn. Chị Rita trước đúng rồi, chị Rita Nguyễn trước mà. Chắc là chị bị ẩn comment đó chị Trâm Huỳnh ơi. Chứ chị Rita Nguyễn trước chị nha. Rồi tới một cái áo khoác này mấy chị. Má cứ giữ cái cây này. Áo khoác gió giá là 75k nè. Chị nào lấy thì coi mấy mã số 2 nè. Áo khoác gió 75k mã số 2. Chị nào lấy thì coi mấy mã số 2 75k nha mấy chị. 75k mã số 2. Chị nào lấy thì coi mấy mã số 2 nè. Áo khoác gió màu xanh này mấy chị, rất là đẹp luôn. Đây có mũ luôn nha. Rồi chị nào lấy áo khoác gió thì comment với mã số 2 này. Mã số 2 75k này mấy chị, mã số 2 75k nha. Mã số 2 75k, áo khoác gió mấy lớp luôn nha mấy chị nào lấy thì comment em nha. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác gió này mấy chị. Đây áo khoác gió cực kỳ đẹp luôn. Rồi 85k mã số 85, áo khoác gió hàng new nha mấy chị nha. Đây một bên nó có chữ như vậy này. 85k mã số 85, chị nào lấy thì còn mấy em nha. 85k mã số 85 này, chị nào lấy thì còn mấy mã số 85 này. 85k mã số 85 hàng new nha mấy chị, cái này là hàng new nha. 85k mã số 85 này hàng new nha, chất cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị nha. Chất áo khoác gió mấy lớp luôn nha, rất là đẹp luôn. Rồi 85k mã số 85, chị nào lấy áo khoác gió này còn mấy mã số 85 nha. Mã số 85 85k. Rồi em coi tiếp một cái chân váy này mấy chị, chân váy 50k mã số 5 này. Chân váy size 26 50k mã số 5 nha. Bên trong của nó là có quần nha mấy chị. Đây bên trong có quần này. 50k mã số 5, 50k mã số 5, chị nào lấy còn mấy mã số 5 nha. Mã số 5 50k này. Mã số 5 50k, chị nào lấy thì còn mấy mã số 5 nha mấy chị. Mã số 5 50, mã số 5 50 nha. Size 26, cái đó là size 26 nha mấy chị nha. Rồi chị Mary Nguyễn mã số 5, chốt chị Mary Nguyễn nè. Rồi em lên tới tiếp một cái áo khoác màu đen nè mấy chị. Đây áo khoác màu đen giá 70k mã số 7. 70k mã số 7 này, chị nào lấy thì còn mấy mã số 7 với em nha. 70 mã số 7 nè. Áo khoác nè. Áo khoác gió 70 mã số 7 nè. Cái sơ mi đó người ta lấy rồi chị ơi, sơ mi đó người ta lấy rồi nha. Đây 70 mã 7 này, rồi mã 7 của chị Liêu Liêu, mã Liêu Liễu nè. Rồi chốt chị Liêu Liễu nè. Hả? Rồi em lên tới tiếp một cái body sọc này mấy chị. Đây body sọc giá 95k mã số 95 này. 95k mã số 95 nha. Bên trong có mút ngực dày dặn nha mấy chị. Bên trong có mút ngực dày.
dài dặn nhá. Dung dài không Hương hả? Dung dài không có đó chị Lê Trinh ơi. Dung dài hôm nay không có đó chị ơi. 95k mã số 95 bên trong có muốn một dài dặn này với chị 50kg đồ lại vừa nhá. 50kg đồ lại vừa này chị nào lấy thì comment cho em nha. À, chị Lê Trinh ơi, hàng của chị ngày mai em mới gửi nha. Tối nay em like em chốt đâu xong ngày mai em gửi chị Lê Trinh ơi. 95k mã số 95, chị nào lấy cái này comment mã số 95 giúp em nha. 95k mã số 95 này. Trời, cái mụn khó chịu quá. Rồi 95 em chốt chị liều liễu nè. Rồi em tới tiếp một cái váy hoa này mấy chị. Váy hoa này giá của nó là 80k mã số 8 này mấy chị. 80k mã số 8 nha. Cái này dành cho người 49kg đồ lại vừa thôi nha mấy chị. 49-48kg đồ lại vừa thôi nha. Trời ơi cái mũi khó chịu quá. Rồi chị nào mà lấy cái này thì còn mấy cái mã số 8 nha. Chị Hương Mai ơi, tối nay em mới chốt đơn chị Hương Mai ơi. 85k mã số 85 nè, 49kg đồ lại vừa. Chị nào lấy thì comment mã số 80. Mã số 80 nha mấy chị. Rồi em tới tiếp một cái váy suông này mấy chị. Váy suông 70k mã số 7. Váy suông màu tím này 70k mã số 7 nha. Cái váy suông này bầu bì gì bon che được hết cho mấy chị. 70k mã số 7, chị nào lấy thì comment mã số 7 với em này. 70k mã số 7 nè, 70k mã số 7, chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em. 70 mã 7, 70 mã 7 nha mấy chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em nha. 70 mã số 7 nha. Mã
Rồi em lên một cái body mã số 8 của chị Mỹ Liên Trần Thị chứ. Rồi chị Mỹ Liên Trần Thị ơi, chị lên giùm em địa chỉ, hồi nãy chị có đơn chưa chị? Chị Mỹ Liên Trần Thị ơi, này chị có đơn chưa chị ơi? Nếu mà chưa có đơn thì lên lại giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Rồi em lên một cái body màu màu tím nha mấy chị. Ừ, nhớ là hồi nãy có đặt một cái gì rồi mà. Rồi cái này giá của nó 70 nè. 70 mã số 7 nè mấy chị. 70 mã số 7. Chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em nha. 70 mã số 7, chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em nè. Body màu tím 70 mã số 7 nè. 70 mã số 7 nha. Chị Thùy Liên ơi, nãy giờ chị đã đặt được cái gì chứ chị ơi? Nếu mà chưa thì lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha chị nha. Rồi em lên một cái máy này mấy chị ơi, bên trong có mút ngực dài dặn nha. Em coi thì cái đó bao nhiêu á? Rồi cái máy này giá của nó 90k này. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 9 này. Bên trong có mút ngực dài dặn dành cho người 50kg đổ lại vừa nha. Đây bên trong có mút ngực dài dặn này, 50kg đổ lại vừa, giá 90k. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 9 này. Mã số 990, mã số 990, mã số 990 này 50kg đổ lại vừa. Chị nào lấy con mấy mã số 9 giúp em nha. Vải nu 90, hoa mai. Hoa mai có đơn chưa? Mã 9 đi rồi để cho Nuna, Anna này. Rồi để cho Una, để cho Luna nha. Chị chốt cho Luna nha Luna ơi. Rồi em lên một cái váy tím nè mấy chị. Đây, váy tím nè, free size nha. Váy tím free size này giá của nó 70k mã số 7 nè. Free size 70k mã số 7. Chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em nha. Mã 770, mã 770 nè. Màu tím free size nha. 70 mã số 7, 70 mã số 7. Chị nào lấy thì comment em nha. Hoa Mai ơi, em đặt đồ thì lên dùm chị địa chỉ số điện thoại. Em không lên chị để cho người nào có đơn rồi nha. Chứ mỗi lần xin địa chỉ thiệt sự lâu lắm luôn á. Để cho người nào có đơn cho nó nhanh cho rồi. Rồi Hương Trang mã số 7. Chốt cái Hương Trang mã số 7 nè. Rồi em lên một cái zoom này mấy chị. Đây em lên một cái zoom hoa nha. Rồi cái zoom hoa này giá của nó 80 mã số 8 nè. Zoom hoa 80 mã số 8. Chị nào lấy zoom hoa này còn mấy mã 8 cái bên nè. Zoom hoa này dành cho người 52kg đổ lại vừa nha mấy chị. 80 mã số 8, 80 mã số 8. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 8 cái bên nha. Mã số 8 80k. Ây da, chuột gọi là chuột. Rồi em lên một cái set hoa này mấy chị. Đây set hoa nha, set hoa rất là đẹp luôn. Rồi cái set hoa này giá của nó 80k này. Đây set hoa 80k dành cho người 52kg đổ lại vừa nha mấy chị. Tại vì phía sau của nó là lưng thun nha. Đây lưng thun co giãn nè, chân váy xòe với lại là áo sách nách nè. Rồi set này 80k, chị nào lấy set này thì comment em là set 80 nha. Set 80k, chị nào lấy thì comment em là set 80 này mấy chị ơi. Set 80k rất là đẹp luôn. Chị nào lấy thì còn mấy em set 80 nha. Em ơi, tím nó của chị Hương Trang, chị comment trước rồi, bây giờ sao chị nhường em được. Đây, chị nào lấy cái này thì còn mấy em mã số 8 này. Nguyên set 80k, chị nào lấy thì còn mấy em set 80 nha. Rồi em tới tiếp một cái quần này mấy chị. Rồi cái quần này 50 mã số 5 nha. 50 mã số 5 ở phía sau của nó là lưng thun nha mấy chị. 50 mã số 5, 50 mã số 5. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 5 nha. Mã số 5 50k màu nu này.
quần 50 mã số 5 này, chị nào lấy thì comment mã số 5 giúp em nha. Quần này mặc với lại áo dây màu đen đẹp lắm nha mấy chị. Đây quần mặc với áo dây màu đen rất là đẹp luôn. Rồi số 5 của chị Linh Luti gì nè. Rồi em chốt chị Linh Luti nè. Rồi em tiếp một cái body này mấy chị. Body đỏ nha. Rồi body đỏ phối lưới màu đen này. Body đỏ này giá của nó 70k mã số 7, 50kg loại vừa này. 70k mã số 7, chị nào lấy thì comment với mã số 7 nha. Đây mặc rất là đẹp luôn. 70k mã số 7, chị nào lấy thì comment với mã số 7 nè. 70 mã 7, 70 mã 7, 50kg loại vừa, chị nào lấy thì comment với mã số 7. Rồi chốt chị Hiền Lê mã số 7 nè. Rồi em tới tiếp một cái váy xòe này mấy chị. Váy xòe nha, chất của nó là chất kim tuyến như vậy nè. Đó, chất kim tuyến như vậy nha. Rồi váy xòe này giá của nó 75k mã số 75 nè. 75k mã số 75, chị nào lấy thì comment nha mã số 75 nha. Mã số 7 hết rồi mấy chị ơi. Mã số 7 hết rồi nha mấy chị ơi. Rồi 75k mã số 75, 75k mã số 75 nè. Chị nào lấy cái váy này thì comment nha mã số 75 nha. Mã số 75, 75k nè. Mã số 75 nha mấy chị, mã số 75 nha. Chị nào lấy thì comment nha mã số 75 nha. Rồi em có một cái váy xòe nè mấy chị. Đây chân váy xòe nè. Chân váy xòe 50k mã số 5, 50k mã số 5 nha. 50k mã số 5, chân váy xòe lưng đáy cao nha mấy chị, đáy cao nha. 50k mã số 5, chị nào lấy thì comment với mã số 5 nè. 50 mã số 5, chị nào lấy thì comment với mã số 5 nha. Chân váy xòe 50k mã số 5, chị nào lấy thì comment với mã số 5 nè. Rồi một cái váy bi này mấy chị. Váy bi này dành cho người 52kg loại vừa nha. Rồi cái này giá của nó 60 mã số 6, 60 mã số 6 nè. Chị gì lên lấy cái gì vậy? 60 mã số 6, ai lấy gì vậy? Hả? 60 mã số 6 nha. Chị Như Phan gì nè. Mày đọc cái gì vậy? Rồi chị Như Phan ơi, chị lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Đơn mới thì lên giùm em địa chỉ số điện thoại cùng một dòng nha. 60 mã số 6 nè mấy chị. 60 mã số 6 nha. Chị Như Phan lên giùm em địa chỉ số điện thoại cùng một dòng đi chị Như Phan ơi. Địa chỉ số điện thoại cùng một dòng nha chị. Rồi em tốn một cái áo dễ thương quá nè mấy chị. Áo bệt vai dễ thương quá nè. Áo bệt vai cực kỳ đẹp luôn. Rồi cái áo bệt vai này giá của nó 50, ai lấy thì comment cho mã số 1. 50 mã số 1, áo bệt vai màu trắng đẹp lắm này mấy chị ơi. Đây, mặc lên dễ thương lắm luôn nha. 50 mã 1. Chị Như Phan lên giùm em địa chỉ số lại cho cô một dòng với chị Như Phan ơi. Ủa này hợp không? Lê Thành Bạch An à. Rồi có chị nào thích cái chân váy này thì comment chân váy giùm em luôn nha. Cái chân váy này giá của nó 50k nha. Chân váy 50k, chị nào lấy chân váy thì comment giúp em là chân váy nha. Rồi mã 1 của Lê Khánh Thuận An này. Lê Khánh Thuận An ơi, có lấy chân váy đúng không? Chân váy phối với cái áo đó hợp á. Chân váy này 50k, chị nào lấy thì comment giúp em mã số 5 này. Chân váy 50k mã số 5. Chị nào lấy chân váy thì comment giúp em là chân váy 50 nha. Chân váy của Lê Khánh Thuận An này, rồi miếng xét của Lê Khánh Thuận An này. Rồi em tới một cái quần tây màu xám nè mấy chị. Đây quần tây màu xám nha. Rồi inbox liền dùm chị nha Như Phan ơi. Quần tây này size 26 này mấy chị ơi. Mấy chị phối với lại là áo sơ mi màu trắng rất là đẹp luôn nha. Rồi quần tây này giá của nó là 50k mã số 2. 50k mã số 2 này, chị nào lấy thì comment với mã số 2 nha. Mã số 2 50k, mã số 2 50k này. Rồi 50k mã số 2 size 26 nha mấy chị. Đây quần tây size 26 màu xám nè. 50k mã số 2, chị nào lấy comment mã số 2.
chị nào lấy phương tây đó thì comment em nha. Còn nhiều chị thì có đặt đồ cho phố thôi, cuối cùng bom hàng em này dễ đi không. Rồi xả hàng bom nha mấy chị ơi. Cao thì Minh Thùy, của cái con này xong kỳ đó. Công chúa heo mã 2. Rồi mã 2 chốt cho công chúa heo này. Công chúa heo ơi, đặt đơn để ngày mai tôi đi đơn luôn nha, không có giữ hàng đâu nha. Rồi em lấy một cái quần này mấy chị, quần dạng quần tây lưng cao á. Dạng quần tây lưng cao này. Rồi cái quần này giá của nó 50k này. Chị nào lấy quần này thì comment mã số 5 nha. Quần này là hàng new nha mấy chị. Cái quần này là hàng new nha. Đây cái quần này là hàng new nha. Cái nào mặc nào. Trời ơi tôi không có mặc được đâu công chúa heo ơi. Chỉ có yếm thử cho xem thôi, không mặc đâu. Rồi mã số 5 này của chị Hà Nguyễn. Chị Hà Nguyễn lấy giùm em địa chỉ số mã riêng của một dòng đi. Chị Hà Nguyễn Đắc Min hả? Rồi em lên một cái váy tiếp này mấy chị. Đây em lên một cái váy trắng này. Váy trắng xòe nha. Ở trên đó anh. Anh nghe anh tí nói là anh lấy vỏ thì anh đâu. Đưa cho nó đó, không chịu cầm về còn để đó. Rồi em tới tiếp một cái váy trắng này mấy chị ơi. Váy trắng 80k mã số 8 nè. Váy trắng 80k mã số 8. Vậy mà kêu là anh đứt lấy cho em rồi. Này được nè, 80k mã số 8 nè, 50kg đồ lại vừa. Chị nào lấy thì comment mã số 8 với em nha. Mã 880, mã 880, 50kg đồ lại vừa. Chị nào lấy thì comment mã số 8 với em nha. Váy trắng bên trong có mút ngực dài dặn này mấy chị. Đây váy trắng bên trong có mút ngực dài dặn. 80 mã 8, 80 mã 8. Chị nào lấy thì comment cho em nha. Cái này là hàng em bị bom nha, nên là sale cực kỳ rẻ luôn nha. Rồi mã 8 của chị Nga Lê. Chị Nga Lê lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng đi chị Nga Lê ơi. Chị Nga Lê lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng đi chị ơi. Chị Nga Lê lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị. Anh tí giờ tôi đó. Mà chắc ổng ngủ rồi. Ổng nằm im trên nãy giờ ổng nhảy lên. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị. Váy đen bên trong có mút ngực dài dặn nha. Váy đen bên trong có mút ngực dài dặn nè. Rồi cái váy này giá của nó 80 mã số 80 mã số 2 này. 80 mã số 2 50kg rồi lại vừa. Chị nào lấy thì comment cho em nha. Rồi chị Trinh Phạm Trinh nè. Chị ơi lên địa chỉ giúp em luôn được không chị? Chị lên địa chỉ giúp em luôn nha. Ai lên địa chỉ trước để chị đó nha. Lên địa chỉ trước giúp em luôn nha. Rồi chị Như Phan mã số 2 này. Rồi chốt chị Như Phan mã số 2 nha. Rồi em lên một cái áo khoác này. Ông có nói với em là anh đức lấy em được mấy cái vỏ đẹp lắm. Lại không? Làm em tưởng anh cầm về rồi. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác này mấy chị. Rồi cái áo khoác này giá của nó 90k nha. 90k mã số 9 nè mấy chị. Nhìn chất của áo khoác này, chất đẹp lắm luôn nha mấy chị. Chất cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi 90k mã số 9. Như khoan hả 2 là cái nào? 90k mã số 9. Chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em nha. Cái đen á, cái đen mà có hộp 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 ở trước á. Mới dục ra lắm hả? Rồi đây, 80 rồi. 90 mã số 9 này, chị nào lấy thì comment mã 9 giúp em nha. Áo khoác màu xanh rất là đẹp luôn nha mấy chị. 90 mã số 9. Lên đó thôi kìa. Rồi 90 mã số 9 này, chị nào lấy comment mã số 9 giúp em nha. Áo khoác gió màu xanh rất là đẹp luôn nha mấy chị. 90 mã số 9, chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em nha. Rồi em tới tiếp một cái chị inbox thứ 7 em về lên nha. Chị Phạm Trinh không giữ đơn, không giữ đơn nha chị Trinh ơi. Công chúa heo nào không giữ đơn nha, không giữ đơn nha, em không giữ đơn bất kỳ ai hết á. Rồi em tới một cái váy này mấy chị, free size này. Rồi cái váy này giá của nó 70k mã số 5. 70k mã số 5, chị nào lấy thì comment với mã số 5 nha. 70k mã số 5.
70k mã số 5. Ngày mai xuống đó như em dưới nó còn nhiều lắm. 70k mã số 5, chị nào lấy thì con mấy cái mã số 5 này. Mã số 5 70, mã số 5 70 free size này mấy chị, free size nha. Đây mặc lên kiểu nó như vậy này, xòe ra rất là đẹp luôn. 70 mã số 5 nha mấy chị. Linh Tuli. Rồi chị Linh Tuli em chốt mã 5 nha chị này. 70 luôn. Rồi em tới tiếp một cái body này mấy chị. Body đen này, 70k mã số 6 này. 70k mã số 6, 50kg lại vừa nha. 70k mã số 6 này mấy chị, 70k mã số 6 nha. Đây, 50kg lại vừa, 70k mã số 6. Chị nào lấy thì con mấy cái mã số 6 này. Mã số 6 70, mã số 6 70. Chị nào lấy thì con mấy mã số 6 giúp em. Rồi em tới tiếp một cái váy đen này mấy chị. Đây váy đen xòe. Rồi váy đen xòe này giá của nó là 80k mã số 5 này. 80k mã số, mình vừa đọc mã số 5 đúng không? 80k mã số 8 này mấy chị, 80k mã số 8 nha. Đây chất của nó này mấy chị, 80k mã số 8. Chị nào lấy thì comment mã số 8 giúp em nha. 50kg lại vừa váy xòe nha mấy chị. 80k mã số 8, chị nào lấy thì comment mã số 8 giúp em này. 80 mã 8, 80 mã 8 nha. Mã 6 như khoan. Mã 6 là cái body vậy. Rồi em tới tiếp một cái váy suông này mấy chị. Váy suông màu vàng nha, tầng này. Váy suông vàng tầng này. Rồi cái váy suông này giá của nó là 75k mã số 75 này. 75k mã số 75. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 75 nha. Váy suông này thì dành cho bầu bì mặt cũng được này mấy chị. 75k mã số 75 nha. Đây tầng tầng như vậy nha. 75k mã số 75. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 75 này. Rồi 75 của Như Pha luôn này. Rồi em tới tiếp một cái dạng váy này mấy chị. Dạng sơ mi váy này. Đây dạng sơ mi váy nha. Rồi cái này giá của nó là 70. 70 mã số 15 này. 70 mã số 15. Chị nào lấy thì con mấy cái mã số 15 nha. 70 mã số 15. Chị nào lấy thì con mấy cái mã số 15. Mã số 15 70k. Mã số 15 70k nha. Mã số 15 70k. Chị nào lấy thì con mấy cái mã số 15 nha. Free size nha mấy chị, free size nha. 70 mã số 15, 70 mã số 15. Rồi mã số 15 của chị Linh Luti luôn nè, em chốt chị Linh Luti luôn nè. Rồi em tấu cái yếm này mấy chị, yếm đen nha. Đây yếm đen sơ mi trắng nè. Rồi yếm này đẹp quá này mấy chị ơi. Rồi cái yếm này size của nó là size 27 nha mấy chị. Yếm này dễ mặc lắm, tầm người 52kg lại là mặc vừa như cái yếm này nha mấy chị nhá. Rồi cái yếm này giá của nó 80k. Chị nào lấy thì comment giúp là yếm này. Đây yếm 80k, chị nào lấy thì comment giúp là yếm nha. Yếm màu đen 80k, chị nào lấy thì comment giúp là yếm nha mấy chị. Yếm này mấy chị có thể phối áo thun màu trắng đẹp nha. Áo thun hoặc là sơ mi gì cũng đẹp nè. Đây 80k, chị nào lấy thì comment cho em là yếm nha. Yếm 80k, chị nào lấy thì comment cho em là yếm nè. Váy xanh 45kg vừa nha chị An Long Nguyễn ơi. Váy xanh đó 45kg nó mặc vừa đẹp luôn á chị. Rồi yếm 80k, chị nào lấy thì comment cho em là yếm 80 nè. Yếm 80, yếm 80 nha mấy chị. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị. Đây váy xòe này. Váy xòe 80k mã số 1 này. 80k mã số 1, 50kg lại vừa. 80k mã số 1 nha mấy chị. Váy xòe ở trước của nó này. Đây đây 80k mã số 1. 80k mã số 1. Chị An Long Nguyễn ơi, lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Nếu mà lấy thì lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Để em áo 15 đi chị. Mã 15 đã nào thế rồi. 15 hết rồi chị ơi, 15 hết rồi nha. 80k mã số 1 này, 80k mã số 1. Chị nào lấy thì con mấy cái mã số 1 nha. Chị ơi, chị lấy áo khoác xanh thì lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị. Mấy giờ
vô hả? Sớm vậy ta. Rồi em lên một cái set khoa này mấy chị ơi, đây. Set khoa nha. Áo tầng này với lại là chân váy nha. Rồi cái set này giá của nó 75k. Ai lấy set này thì comment với mã số 75 này. Set khoa 75k mã số 75, chị nào lấy comment. Quần hết quần rồi, hết quần rồi người ơi. Đây 75k mã số 75 nha, nguyên set nha mấy chị. Nguyên set 75k mã số 75 nha. 75k mã số 75 nguyên set này, chị nào lấy thì comment cho em. Chị ơi lên địa chỉ giùm em luôn nha chị. Lên địa chỉ giùm em luôn, em mới để nha chị nha. Chị ơi lên địa chỉ chưa, lên địa chỉ chưa? Chị An Long Nguyễn ơi lên địa chỉ luôn nha chị nha. Rồi em tới một cái body này mấy chị, body đen nha. Rồi body đen này giá của nó 80 mã số 2. 80 mã số 2 này. Body đen 80 mã số 2 nha. 50kg lại vừa thôi nha chị. Đó mặc lên nó như vậy này. Đây mặc lên form của nó cực kỳ đẹp luôn nha. 80 mã số 2, chị nào lấy thì comment mã số 2 giúp em. Body đen 80 mã số 2, chị nào lấy thì comment với mã số 2 nha. Mã số 2 80k nha mấy chị. Mã số 2 80. Đây có một cái quần tây đây nữa nè công chúa heo ơi. Quần tây size 27 nè. 60k nha, quần tây size 27 60k. Được không? Set 75k. 43kg vừa chắc luôn nha Ngọc Linh ơi. Vừa đẹp luôn nha Ngọc Linh ơi. Nếu mà 43kg là mặc vừa đẹp luôn em. Rồi quần tây 60 chị nào lấy thì comment với em nè. Size của nó là size 27 nha mấy chị. Quần tây này size 27 nha. Size 27 này chị nào mà lấy thì comment với em là mã số 6 nè. Mã số 6 60 size 27. Mã số 6 60 size 27 nè. Công chú heo có lấy cái này không? Quần tây màu xám nè. Rồi em tới tiếp một cái váy suông màu hồng da nè mấy chị. Quần nâng cầm với công chú heo. Rồi công chúa heo nè, rồi để quần nâng cầm cho công chúa heo nè. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị. Rồi cái váy này giá của nó 70 mã số 1. 70 mã số 1 nha. 70 mã số 1, chị nào lấy thì comment mã số 1 giúp em nha. Cái này nó có cái dây cục này, có cái đai cục eo này nè mấy chị. 70 mã số 1 nha mấy chị. 70 mã 1, chị nào lấy thì comment nha mã số 1 nè. 70 mã số 1 nha, 70 mã 1 chị nào lấy comment mã 1 giúp em. Em ơi tại vì hồi nãy giờ công chúa heo hỏi nãy giờ rồi á. Đây 70 mã số 1 chị nào lấy váy xòe này thì comment với mã số 1 này. Mã số 1 70k. Rồi Mỹ Liên Trần thì chốt cho Mỹ Liên này. Rồi chốt cho chị Mỹ Liên mã số 1 nha. Rồi em tới tiếp một cái body màu đỏ này mấy chị. Body đỏ 52kg lại vừa nha. Rồi body đỏ này giá của nó là 90k mã số 9 này mấy chị. 90k mã số 9 nha. Tầm người 50kg lại vừa. Tầm người 50kg lại vừa nha mấy chị. 90 mã số 9, 90 mã số 9 mấy chị. Bỏ cái đai này eo này rất là đẹp luôn nè. Bỏ cái đai cực kỳ đẹp luôn nha. 90 mã số 9, 50kg lại vừa. Chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em. Mã 990, mã 990 này. Có cái dây này nè. Rồi 90 mã số 9 chị nào lấy thì comment body đỏ 90 mã 9 giúp em nha. 90 mã số 9 nè. Rồi em tới tiếp một cái body màu đỏ cổ yếm nè mấy chị. Body đỏ cổ yếm nha. Rồi body đỏ này giá của nó là 70 mã số 7. Body đỏ 70 mã số 7 nè. Chị nào lấy comment mã 7 giúp em nè. 70 mã 7 50kg lại vừa nha. 70 mã số 7 này, body cổ yếm này 50kg lại vừa. 70 mã số 7, 70 mã số 7 nha. Chị nào lấy body này thì comment mã số 7 giúp em. Mã 7 70, mã 7 70. Rồi mã 7 của chị Trần Thùy này. À, Trần Thùy có đơn chưa? Rồi chị Trần Thùy lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng với chị Trần Thùy ơi. Chị Trần Thùy lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Ai có đơn thì em để cho người đó nha. Rồi chị nào có đơn thì em để cho người đó nha. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị. 70k mã số 3 này. Phi size nha mấy chị nha. Phi size nha. Khách cũ. À rồi 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 ok ok khách cũ.
Rồi mã số 3 của Linh Lute này rồi. Linh Linh gì đó. Rồi chị để cho Linh Lute mã số 3 này. Rồi em sơ tiếp một cái váy này mấy chị. Đây. Rồi cái váy này giá 70 luôn, 70 mã số 4 này. 70 mã số 4. 77. 70 mã số 4, 70 mã số 4 này. Chị nào lấy thì con mấy mã số 4 với em nha. 70 mã số 4 này. Chị nào lấy thì con mấy mã số 4 với em. 70k mã số 4 nha mấy chị. Rồi chị Trần Thùy mã số 4 này. Em chốt chị Trần Thùy mã số 4 này. Rồi em có một cái váy suông nè mấy chị. Váy suông 70 mã số 5 này. Váy suông 70 mã số 5 free size nha. Váy suông 70 mã số 5. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 5 này. Mã số 5 70, mã số 5 70. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 5 nha. Mã số 5 70k. Rồi em tới tiếp một cái sơ mi này mấy chị. Đây sơ mi theo hoa 40k mã số 4 này. Có mã số 1 đi chứ không bị nhầm nha mấy chị. Đây sơ mi 40k mã số 1. Rồi cái sơ mi này chất của nó đã lắm nha mấy chị. Mấy chị nhìn này. Cái chất của nó co giãn rất là đã luôn. Rồi 40k mã số 1 này. Sơ mi trắng 40k mã số 1. Chị nào lấy thì comment mã số 1 giúp em. Mã số 1 chứ đợi bị nhầm nha mấy chị yêu ơi. Rồi mã số 1 chốt chị Tuyết Trinh này. Rồi mã số 1 em chốt chị Tuyết Trinh 40k này. Rồi em tới tiếp một cái váy caro này mấy chị. Váy caro này 60k mã số 6 này. Caro 60k mã số 6 này. Chị nào lấy còn mấy mã số 6 với em nha. 60 mã số 6 váy caro này. Váy caro màu xanh 60 mã số 6. Mã 1 hết rồi mấy chị yêu ơi. Mã số 1 hết rồi nha mấy chị. 60k mã số 6. Chị nào lấy còn mấy mã số 6 với em này. 60 mã số 6 nha. Chị nào lấy còn mấy mã số 6 với em. Váy caro màu xanh này mấy chị. 60 mã số 6. Chị nào lấy con mấy mã số 6 giúp em nha. Mã 6 nha mấy chị. Hết được chưa? Rồi một trà mã số 6. Chị chốt một trà mã 6 nè. Rồi em tới một cái body xám này mấy chị. Đây body xám 60k mã số 7. 60k mã số 7 body xám. 60k mã số 7 50kg đồ lại vừa này. 60k mã số 7. Chị nào lấy thì comment với mã số 7 nha. Em comment trước chị Tuyết Trinh mà ta. Luna ơi em comment sau em ơi. Nếu mà em comment trước thì để cho em rồi. Chứ em thôi chị không có không ăn gian vậy đâu em. Em mà comment trước thì chị để cho em rồi á. Dạ chắc chị với em không có duyên đó chị. Rồi cái này 60 này, chị nào lấy thì comment em nha. Rồi em tốt cái body hoa này mấy chị ơi. Body hoa 52kg đồ lại vừa nha. Rồi body hoa này giá của nó 65k mã số 65. 65k mã số 65 body hoa này. Cái này dành cho người trung niên mặc đẹp này mấy chị. Dành cho mấy người mà 30 mấy tuổi trở lên đẹp này. Rồi chị nào mà lấy thì còn mấy nha mã số 65 nha. 65k mã số 65. Cái chất của nó mặc thích lắm luôn á. Chất vải của nó mặc thích lắm nha mấy chị. Rồi em có một cái váy cam này. Đây váy bầu bì gì bon chen được luôn nha. Rồi cái váy nó hàng new giá của nó 60. 60 mã số 6, 60 mã số 6, 65 của chị Mỹ Liên gì kìa. Cái hoa 65. Rồi đây 60 mã số 6 bầu bì gì bon chen được nè mấy chị ơi. Nó có một cái dây cục eo nè nha. Có một cái dây cục eo nè nè. Có một cái đai cục eo nè nha. Đây cái này nó có một cái đai cục eo nè nha mấy chị. Rồi mã số 6 của Như Phan nè. Rồi chốt Như Phan mã số 6 nè. Chốt cho Như Phan mã số 6 nha. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị. Đây
Rồi vải vải nhung nha. Vải nhung màu màu này màu dạng màu nâu nâu nha. Rồi cái vải nhung này giá của nó là 75k, mã số 75 nè. Tầm người 52kg đổ lại là vừa nha mấy chị. Tầm người 52kg đổ lại là vừa nha. Rồi Như Phan ơi, chị chốt mã 6 cho em rồi nha Như Phan ơi. Rồi chị nào mà lấy cái này thì còn mấy mã số 75 nè. Đây, váy vải nhung cực kỳ đẹp luôn. 75k mã số 75, chị nào lấy thì còn mấy mã số 75 cho em. Rồi 75 chốt cho Như Phan nè. Rồi 75 chị chốt cho Như Phan nha. Rồi em tới tiếp một cái body hồng này mấy chị. Body này là dạng body len gân nhá. Đây body len gân này, cái này dành cho người người mà tầm 48kg đổ lại là vừa nha mấy chị. 48kg đổ lại là vừa nha. Rồi váy hồng này giá của nó là 60k mã số 6. 60k mã số 6, chị nào lấy còn mấy mã số 6 giúp em nè. Body hồng này nó dài qua gối nha mấy chị. 60k mã số 6. 60k mã số 6, chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 6 body hồng này. 48kg đổ lại là vừa thôi mấy chị nha. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị, váy đen này. Váy đen phi size nha. Váy đen phi size này mấy chị. Đây váy đen phi size nha. Rồi cái váy này giá của nó 70k. Trời ơi cái váy này mặc thoải mái, chị nào mà mập mập mặc cái này đẹp lắm này mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy cái này thì còn mấy cái mã số 7 nè. 70k mã số 7 nha mấy chị, phi size nha. 70k mã số 7 nha mấy chị, mặc phối cái bill vô ngang ngang eo nữa. Rất là đẹp luôn nha, 70k mã số 7 này, trễ vai nha mấy chị, trễ vai nha. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 7, 70k mã số 7 phi size. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 7 nha. Rồi em lên tiếp một cái body này mấy chị. Body 60k mã số 6 nè. Body 60k mã số 6 này mấy chị, tầm người 50kg đổ lại vừa nha. 60k mã số 6, chị nào lấy còn mấy mã số 6 với em. Đây chất của nó là chất len gân nha. 60k mã số 6, chị nào lấy thì còn mấy mã số 6 với em nè. 60 mã 6, 60 mã 6 nha. 50kg đổ lại vừa. Chị nào lấy cái này thì còn mấy mã số 6. 60k mã số 6 này. Rồi số 6 của Như Phan nè. Chị Mỹ Liên ơi, số 6 hết rồi chị ơi. Số 6 của Như Phan rồi nha chị. Rồi 75k mã số 75 này, chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 75 nha. Váy đỏ này 75k mã số 75 này, mấy chị nhìn chất của nó nè, chất cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. 75k mã số 75, chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 75 nha. Mã số 75, 75k. Váy suông 70 mã số 7 nha. Mấy chị nhìn chất này rất là đẹp luôn.
Rồi Hà My mã số 7, chị chốt cho Hà My mã số 7 nè. Hà My mã số 7 nè. Rồi em tiếp một cái váy này bầu bì bon chen được nè mấy chị, dạng Barbie doll nha. Rồi cái này 50k mã số 5 nè. 50k mã số 5 bầu bì gì bon chen được nha mấy chị, cái này dạng Barbie doll nha. 50k mã số 5, chị nào lấy thì còn mấy nha, mã số 5. Mã số 5 50k, mã số 5 50k nha. Trần Vi ơi, Trần Vi đơn mới hả? Trần Vi đơn mới hả? Rồi Trần Vi lên giùm chị địa chỉ số điện thoại nha. Sao mình cứ sợ cái tên Vi ghê. Bị tên Vi bom hàng nhiều quá giờ sợ luôn mấy chị. Trần Vi lên giùm chị địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Trần Vi ơi, em đơn mới thì lên giùm chị địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Rồi em lên một cái yếm này mấy chị. Rồi cái yếm này giá của nó 40, mã số 4 nè. Yếm 40k mã số 4, chị nào lấy thì còn mấy mã số 4 nha. Đây yếm này mấy chị về từ phối áo màu trắng vô mặt rất là đẹp luôn nha. 40k mã số 4, chị nào lấy thì còn mấy mã số 4 nha. Rồi Trần Vi ơi, Trần Vi chọn đơn thêm giúp chị nha. Phạm Văn Đồng mà, ở Phạm Văn Đồng. Trần Vi chọn đơn thêm giúp chị nha. Rồi số 4 của Hạ My này, chốt cho Hạ My này. Rồi em tới tiếp một cái váy trắng này mấy chị. Rồi cái váy trắng này giá của nó 60, mã số 6, hàng new này. 60 mã số 6, ở bên trong có mức ngực dày dặn nha. 60 mã số 6. Ho dữ ta. 60 mã số 6, chị nào lấy comment mã số 6 giúp em nha. Đây mã số 6 này 50kg lại vừa hàng new luôn nha mấy chị, hàng new luôn nha. Rồi chị nào lấy cái này comment mã số 6 giúp em. Rồi em tới tiếp một cái áo xanh này mấy chị. Rồi áo xanh cô ban này. Em có thấy chị Linh Đa Nguyễn nha, nhưng mà do chị comment sau á chị ơi. Em có thấy chị Linh Đa Nguyễn nhưng mà do chị comment sau á nên là em không đọc tên chị á. Rồi em tới một cái áo này 40 mã 1. 40 mã số 1. 40 mã số 1 nha. 40 mã số 1, chị nào lấy thì còn mấy nha, mã số 1 ở phía sau của nó là như vậy nè mấy chị. Đó, kiểu của nó là chéo chéo như vậy nha. 40 mã số 1, chị nào lấy thì còn mấy nha, mã số 1 nè. Màu xanh của ban 40 mã số 1, chị nào lấy còn mấy nha, mã số 1 nha. Có cái body này đẹp mà nó bị vậy. Rồi 40 mã số 2 nè mấy chị. 40 mã số 2 nè. 40 mã 2, chị nào lấy comment mã số 2 với em nha. 40 mã số 2 nè. Trời ơi muốn đau sao á. Chị Su Sen Cu Teo này. Đọc tên chị này xong hết buồn luôn á. 40. Rồi em lên một cái body này mấy chị. Body 40k mã số 3 này. 40k mã số 3. Hả? 40k mã số 3. 40k mã số 3, chị nào lấy comment nha, mã số 3 này. 40 mã 3 nha mấy chị, 40 mã 3 nha. Chị nào lấy comment con giữ nha chị xe tu teo ơi. Con giữ nha chị. Rồi mã 3 của Tuyết Trinh này. Mã số 3 của chị Tuyết Trinh này, chốt chị Tuyết Trinh này.
Rồi em tới một cái zoom này mấy chị. Đây, cái zoom bên trong có bút ngực dài dặn nha mấy chị, 50 mã số 5. 50 mã số 5 này, chị nào lấy thì comment cho mã số 5 này. 50k mã số 5, chị nào lấy comment cho mã số 5. 50 mã 5, 50 mã 5, chị nào lấy thì comment mã số 5 giúp em nha. 50k mã số 5 này, 50k mã số 5, chị nào lấy thì comment cho mã số 5. Mã số 5, 50k, mã số 5, 50k, chị nào lấy cái này thì comment mã số 5 nha. Chúng trắng 50kg lại vừa. Rồi áo màu xám này mấy chị, áo 30 mã số 3 này. Em có thấy chị nha chị ơi. Em có thấy chị Tuấn Phan Văn gì nha. 30 mã số 3 này, 30 mã 3. 30 mã số 3, chị nào lấy cái này thì comment mã số 3 giúp em nha. 30 mã số 3 này mấy chị ơi. Mã 3 của chị Ngọc Quý này, rồi Ngọc Quý lên giúp em để chị số điện thoại cho cùng một dòng đấy chị ơi. Chị Ngọc Quý lên lại giúp em để chị số điện thoại cho cùng một dòng đấy chị. Rồi em tới tiếp một cái váy trắng này mấy chị. Rồi váy trắng này giá của nó 70 mã số 7 nè. 70 mã số 7 nha. Váy trắng 70 mã số 7, chị nào lấy thì comment cho mã số 7 nè. Mã số 7 70. Rồi chị An Long Nguyễn mã số 3 luôn nè, rồi chốt chị An Long Nguyễn mã số 3 nha. 70 mã số 7 màu trắng này mấy chị, 50 kg đồ lại vừa nha. 70 mã số 7 nè, đây trễ tay như vậy nha, rất là đẹp luôn. 70 mã số 7 nè. Của An Long, An Long. Rồi mã số 7 của chị Mỹ Liên Phạm Thị gì nè. Rồi chị Mỹ Liên Phạm Thị em chốt cho chị nha. Rồi em tới tiếp một cái body này mấy chị. Body hàng new 80k mã số 8 của lâu á. Về hả? Về hả? Hả? Rảnh quá trời, xong rồi không nồi. 80k mã số 8 nè. 80k mã số 8 body hàng new này mấy chị. Rồi mã số 8 của Như Phan nè, rồi chốt Như Phan nha. Như Phan mã số 8 nè, Như Phan hồi nãy vô hình như lấy của chị nhiều lắm rồi đúng không? Rồi em tới tiếp một cái váy này nè mấy chị ơi, màu xanh tím nè. Rồi 60 mã số 6 nè mấy chị, 60k mã số 6 nè. 60 mã số 6, chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em nha. 60 mã số 6, 60 mã số 6, chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em. Mã số 6 60k, mã số 6 60k nha. Rồi em lên một cái váy trên, một cái áo trắng trễ vai nè mấy chị, 30 mã số 3 nè. Đây áo trắng trễ vai rất là đẹp nha, đóng thun cực kỳ đẹp luôn. 30 mã số 3, chị nào lấy thì comment mã số 3 giúp em nha. Em còn cái áo khoác mà chị, áo khoác nào ta? Áo khoác nào? Ngọc Quý ơi, áo khoác nào? 30 này, 30 của chị Mỹ Liên Phạm Thị này. Rồi mã số 3 của chị Phạm Thị Mỹ Liên đó. Đi đâu vậy? Hả? Con ta đi hả? Cái con nhây kinh khủng. Rồi em tới một cái chân váy này mấy chị. Chân váy 40k size 27 mã số 27 nè. Chân váy 40k size 27 mã số 27 nha. Trời ơi mấy chị ơi, mặc với lại mặc với lại là áo thun đẹp lắm này. Mặc với lại áo thun trắng hoặc áo thun vàng cực kỳ đẹp luôn. 40k mã số 27, chị nào lấy thì comment mã số 27 nha. Mã số 27 40k, mã số 27 40k. Chị nào lấy thì comment mã số 27 này. Mã số 27 40k, mã số 27 40k nha mấy chị. Rồi em tới tiếp một cái váy suông này mấy chị ơi. Rồi váy suông màu xanh bơ này. Váy suông này giá 60 mã số 6 này. 60 mã số 6, chị nào lấy thì comment cho mã số 6 nha. Cái này bòn bì gì bon ken được hết nha mấy chị. 60 mã số 6, chị nào lấy thì comment mã số 6 nha. 60 mã 6, 60 mã 6 nè. 60 mã số 6, chị nào lấy thì comment mã 6 nha. Rồi Như Phan mã số 6, chốt Như Phan nè.
bao đi đỏ này mấy chị. Bao đi đỏ này dài qua gối luôn nha. Trời, cái này ai mà cao cao mà cực kỳ đẹp luôn. Tầm người 50kg đổ lại vừa. Rồi cái body này giá của nó là 70k mã số 7 này mấy chị. 70k mã số 7 nha. Cái ống tay của nó có phối ren như vậy này rất là đẹp luôn. 70k mã số 7, chị nào lấy thì comment với mã số 7 nè. 70k mã số 7, chị nào lấy thì comment với mã số 7 nha. Mã số 7 70. Body dài qua gối nha mấy chị. 70k mã số 7, chị nào lấy thì comment với mã số 7 nha. Mã số 7 70k body. Body đỏ này 70k mã số 7. Rồi em tới tiếp một cái váy hàng new này mấy chị. Váy hồng hàng new này. Rồi váy này 50k mã số 5. 50k mã số 5, 50kg lại vừa. Ủa Ngọc Quý ơi, cái đó nó có hai cái mà Ngọc Quý. Rồi 50k mã số 5 này, chị nào lấy thì comment mã số 5 nha. Cái này là hàng new nha mấy chị, hàng new nha. 50k mã số 5, váy màu hồng trễ vai này. 50k mã số 5, chị nào lấy thì comment mã số 5 nha. Mã số 5 50 màu hồng. Mã số 5 50, chị nào lấy thì comment mã số 5. Rồi em lên một cái body này mấy chị. Rồi body này 40k mã số 4 này. Body 40 mã số 4, chị nào lấy thì comment mã số 4 này. Body sẽ tan này. 40k mã số 4, chị nào lấy thì comment mã số 4 nha. Mã số 4 40, mã số 4 40 này, chị nào lấy thì comment mã số 4 nha. Mã số 4 40k, mã số 4 40k. Mã số 4 của Ngọc Quý nè, rồi chốt mã 4 cho Ngọc Quý nè. Rồi em lên một cái váy xanh này mấy chị. Rồi cái váy này giá 50 mã số 5. 50 mã số 5, 50 mã số 5, cái váy xanh xám xám này. 50 mã số 5. 50 mã số 5 này, chị nào lấy thì comment mã số 5 giúp em nè. 50k mã số 5, chị nào lấy cái váy xanh này comment cho mã số 5 nha. Mã số 5 50, mã số 5 50, chị nào lấy thì comment cho mã số 5. Rồi mã số 5 của Hạ Mi, chốt cho Hạ Mi mã số 5. Rồi cái này 50 mã số 6 nè. Còn một cái màu hồng này mấy chị, 50 mã số 6, chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em nha. 50 mã số 6, chị nào lấy thì comment cho mã số 6. Mã số 6, mã số 6 50k, mã số 6 50k màu hồng nè. Mã số 6 50k, chị nào lấy thì comment mã số 6. Rồi cái chân váy này giá của nó là 50k này. Chân váy 50k size 26.
mã số 4 của chị. Dạ. Rồi 50k này, 50k size 26 này mấy chị. Chân váy đen nha, 50k size 26 này. Dung nó tầm người 50kg lại vừa nha chị ơi. Chị Anna Trần ơi. Đây size 26 này, chị nào lấy cái này thì comment mã số 26 50k này. Mã số 26 50k nha. Chân váy đen mã số 26 50k nha. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác này mấy chị. Áo khoác 60 mã số 6 này. Áo khoác 60 mã số 6 chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em nha. Áo khoác 60 mã số 6 chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em nha. Mã số 60k này, áo khoác 50kg lại vừa thôi nha. Áo khoác 60k mã số 6, 60k mã số 6 áo khoác này. Chị nào lấy thì comment mã số 6. Rồi mấy chị ơi, chắc là em nghỉ like nha. Hết đồ rồi mấy chị ơi. Hết đồ đẹp để like rồi. Em nghỉ like nha mấy chị. Có gì ngày mai hàng mà về thì em like tiếp. Còn không thì hẹn mấy chị ngày mốt nha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha mấy chị ơi. Em tắt like nha. Ghi địa chỉ luôn kìa rồi. Ok ok chị. Ok chị Như Fan nha. Rồi em chúc mấy chị ngủ ngon nha.